Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 556, Tuyết Dương Trùng Sinh 2. Lượng kiếp có lớn cũng có nhỏ, nhưng bất kể hiện tại là loại lượng kiếp nào giáng xuống, tôi cũng nhất định phải làm. Hiện tại tôi xếp bằng ngồi dưới đất, tập trung tinh thần mở huyệt thần đình, trước tiên thu thượng của tụ linh đan vào huyền quan, tiếp đó liền đóng thần đình lại rồi đưa thức thần nhập vào huyền quan. Huyền quan của tôi vẫn là một mảng trống giống, chỉ có gió và trăng, cờ chiêu hồn lạnh lẽo trầm mặc như trước sau khi thượng cổ tụ linh đan tiến vào huyền quan liền biến thành một cỗ ánh sáng trong trẻo nhu hòa thức thần của tôi đứng trước cỗ ánh sáng trong trẻo nhu hòa này niệm chiêu hồn chú gọi tên khương tuyết dương từng tiếng một theo sự triệu hoán của tôi mảnh vỡ thần niệm của khương tuyết dương theo gió bay đến từng mảnh vỡ dung nhập vào bên trong cỗ ánh sáng đến khi mảnh vỡ thần niệm cuối cùng nhập vào cỗ ánh sáng bắt đầu lưu động biến hóa đồng thời hấp thụ năng lượng của gió và trăng bên trong tôi ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên tôi, tạ lan, ta quay lại rồi. Tôi vẫn không dám mở mắt, sợ so tất cả những chuyện này đều là ảo giác của tôi. Đợi đến khi hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên chán tôi, tôi mới mở mắt ra, nhìn thấy một khương tuyết dương vừa quen thuộc vừa thân thiết, dung nhan mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong mơ. Thượng cổ tụ linh đan đã giúp Khương Tuyết Dương thành công trùng tụ lại thần hồn, thần hồn cô ấy hiển hóa ra vẫn là bộ dáng trước khi qua đời ở núi Thái Âm, đạo bào màu xanh bên eo treo kiếm phong vũ hiện tại hai chúng tôi đều trong trạng thái thần hồn có thể có cảm giác khi chạm vào nhau nhìn thấy cô ấy trùng sinh tình cảm trong lòng tôi khó mà kiềm nén được đứng lên kéo cô ấy ôm vào lòng ôm thật chặt cái ôm này không hề có một chút dục vọng nào chỉ thuần khiết là ôm và chân quý tuyết dương mới đầu vẫn chưa thích ứng có hơi lùi bước sau khi bị tôi ôm một hồi liền nhẹ thở dài thân mật ôm lấy tôi cả hai chúng tôi đều không nói chuyện quên hết tất cả mọi thứ khác để mặc cho sự vui sướng đến cực hạn khi gặp lại bao phủ chúng tôi mãi đến khi cờ chiêu hồn đột nhiên lên tiếng tướng bày mưu tính kế của ma đạo khương tuyết dương quay lại chúng tôi mới giật mình tỉnh lại nhìn nhau cười rồi tách ra tuyết dương thùy hỏa cũng rất nhớ em hiện tại em có thể ra khỏi huyền quan của anh chưa tôi hỏi thân thể của em đã bị hủy ở núi thái âm hồng hoang quy khư có linh khí nồng đậm vốn có thể ngưng tụ ra một cỗ linh thể nhưng mới đầu sẽ rất yếu ớt nếu như ra ngoài anh phải cẩn thận bảo vệ em mới được em đã bảo vệ anh nhiều năm như vậy cũng nên đến lượt anh báo đáp ân sư rồi tạ lan anh cũng đã ôm em như vậy rồi em sao có thể làm sư phụ của anh được nữa khương tuyết dương quay đầu đi hướng khác không dám nhìn tôi ừm không làm sư phụ làm vợ của anh tôi ôn nhu nói anh quên rồi sao thùy họa mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh tạ lan em không cần bất cứ thân phận nào hết em chỉ cần ở bên cạnh anh, nhìn thấy hai người hạnh phúc là được rồi. Không được, đừng nói anh không cho phép, Thùy Hỏa cũng không đồng ý đâu. Tôi nói, hiện tại nói đến vấn đề này vẫn còn sớm, nên đợi phá giải xong chiến cục ở núi Bắc Minh rồi hãy bàn. Được, thức thần của tôi trở về, vừa định mở thần đình lần nữa để thả thần hồn của Khương Tuyết Dương ra thì đột nhiên phát hiện có chuyện không đúng. Trong đại điện đất đá lộn xộn, cột đá chống đại điện cũng bị tổn hại hơn phân nửa, tất cả những tượng đá trong điện đều bị nghiêng ngã đổ dạp, trong hồ hy sinh trước mặt tôi, đầu rắn do tương liễu đại xà hiển hóa ra tuy rằng vẫn còn, nhưng mắt rắn đã ảm đạm vô sắc, pho tượng liễu yên thạch quỳ ở bên cạnh tôi đã hóa thành bột. Nhìn thấy thần niệm của tương liễu đại xà vẫn còn, tôi vội vàng hỏi ngài ấy đã xảy ra chuyện gì. Kiếp nạn lần này người dẫn phát chính là lượng kiếp sát thân. Tương liễu đại xà đáp, khí số của tuyết dương không bằng tôi, giúp cô ấy trùng tu thần hồn nhiều nhất cũng chỉ tổn hại thọ nguyên của tôi, sao lại có thể sinh ra lượng kiếp sát thân có lẽ là có liên quan đến việc mệnh bàn sát phá lang hình thành lại một lần nữa. Ngài ấy nói vậy tôi liền hiểu ra, thứ tôi phục sinh không chỉ là một mình Khương Tuyết Dương mà còn là gây dựng lại mệnh bàn sát phá lang một lần nữa. Ở trong vực sâu Hồng Lư, Khương Tuyết Dương giúp tôi rút anh hùng chi kiếm ra, đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mệnh bàn sát phá lang vốn đã nứt vỡ, vậy nên cô ấy mới lâm vào ngủ say. Mà sau khi tôi giúp cô ấy ngưng tụ thần hồn, đồng nghĩa với việc tạo ra một mệnh bàn sát phá lang hoàn toàn mới. Ý chí của ta đã cạn kiệt, sinh tử hỏa phúc của tộc tương liễu toàn bộ xin giao lại cho đạo tổ rồi. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tôi niệm giáo lý của ma đạo trước mặt tương liễu đại xa, đồng nghĩa với việc đưa ra lời hứa với ngài ấy, chỉ cần ma đạo tổ sư này còn tồn tại thì sẽ liều chết bảo vệ mỗi một tộc nhân tộc tương liễu. Đây là để báo đáp cho việc ngài ấy liều chết bảo vệ tôi khỏi lượng kiếp sát thân nếu như tương liễu đại xà không hao phí hết ý chí chi lực để bảo vệ thì tôi và Khương Tuyết Dương đã đồng thời bỏ mạng tại nơi này. Từ bi, từ bi, sau khi tương liễu đại xà niệm hai câu từ bi, huyễn ảnh đầu rắn liền bị khí đen nuốt chừng, chầm chậm chìm vào trong hồ nước. Cũng ngay lúc này, bên trong huyền quan, thanh âm của cờ chiêu hồn lại vang lên một lần nữa, thượng cổ đại năng, tương liễu ra đi. Tôi im lặng trầm mặc hồi lâu, rồi quay người đi ra ngoài điện. Đến khi tôi mang theo tâm trạng nặng nề men theo con đường dài ngoằn ngoèo ra khỏi động, tôi phát hiện tộc nhân tộc tương liễu đã quỷ đầy bên ngoài sơn cốc, mỗi người đều rơi lệ đầy mặt. chương 557, một đóa sen xanh một. Tương liễu đại xa, là người cùng thời với nữ oa chiến lược phải ở cấp bậc đạo tổ. Tuy rằng uy năng còn xa mới bằng được với thái cổ nguyệt ma, nhưng mà ý chí của ngài ấy tiêu vong cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Lúc trước ở đàm cửu long, lưu phong thiên tôn rơi xuống khiến cả đạo môn đau thương, bởi vì thiên tôn rất khó chứng. Mà tương liễu đại xà, đại năng thượng cổ với cấp bậc này, sự ra đi của ngài ấy đại biểu cho sự tiêu vong của một thời đại. Sự cách biệt giữa thái cổ thần ma và nhân gian quá lớn, sự tiêu vong của họ không thể dẫn phát ra sự hồi đáp của nhân gian, nhưng mà tương liễu đại xa lại khác, đặc biệt là ở hồng hoang quy khư, ở trong lòng con cháu hậu duệ của ngài ấy. Sau khi ý chí của tương liễu đại xà tiêu vong, thân núi phía sau tôi truyền lại từng tiếng rầm rầm, không cần kiểm chứng tôi cũng có thể biết được, từ nay bản xà cốc đã không còn thần điện tương liễu nữa những tộc nhân tộc tương liễu trước mắt cũng không thể câu thông tinh thần với tổ tiên của họ được nữa càng không thể dâng lên tín ngưỡng cầu lấy sự che chở của tổ tiên mà tương liễu đại xà cũng không thể dùng thần niệm nói cho họ biết là ngài ấy vẫn tồn tại với họ con cháu hoa hạ có khái niệm về nguồn gốc vậy nên một năm mới phân ra rất nhiều ngày lễ để tế bái tổ tiên tiết thanh minh tiết đoan ngọ tiết hàn thực đều có liên quan đến tế bái tổ tiên hiện tại theo sau sự tiêu vong của tương liễu đại xà, gốc rễ của tộc tương liễu cũng nứt rồi. Họ khóc thương giống như những đứa trẻ mất đi mái ấm vậy. Trước khi tương liễu đại xà đề nghị muốn để tộc tương liễu gia nhập ma đạo, liễu chi nhung đã nhận được mệnh lệnh từ thần niệm của ngài ấy, vậy nên hiện tại toàn bộ tộc nhân tộc tương liễu đều đang nhìn tôi. Ngũ hành vì ngã nhậm ý du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nổi tấn thiện ngôn. Tôi niệm lên, đệ tử ma đạo, Liễu Chi Nhung bái kiếm ma đạo tổ sư. Theo lời nói của Liễu Chi Nhung, bảy ngàn tộc nhân tộc tương Liễu chỉnh chỉnh tề tề yết kiến tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ đến hồ tộc Thanh Khâu khi trước ở Hàn Hoang, cảnh toàn tộc nam nữ già trẻ, bái kiến tôi hiện lên rõ mồn một trước mắt. Lúc đầu tôi dẫn theo 8.000 đệ tử hồ tộc Thanh Khâu rời khỏi Hàn Hoang, trải qua trận chiến Giã Tiên, trận chiến núi Thái Âm, cuối cùng chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hồ tộc Thanh Khâu bản thân là Hồ Ly, khi vẫn chưa hóa hình thì là do ma đạo tổ sư truyền đạo truyền pháp cho họ khiến họ có năng lực hóa hình thành người vậy nên hồ tộc thanh khâu mới có thể bất chấp sống chết xả thân chiến đấu vì ma đạo không cầu bất cứ hồi báo nào nhưng mà người họ nợ là ma đạo tổ sư năm đó chứ không phải tôi mỗi khi nghĩ đến đây trong lòng tôi liền tràn đầy áy náy chỉ có thể lặng lẽ giơ cờ chiêu hồn lên theo con đường của ma đạo tổ sư mà tiến về phía trước khi mất đi lòng tin yên lặng niệm giáo lý của ma đạo mấy lần chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài, để cho tôi biết rằng tôi không hề chiến đấu một mình, và tôi cũng không phải chiến đấu vì bản thân, mà là vì thiên hạ thương sinh. Hiện tại tôi thu nhận tộc tương liễu ngay trước trận chiến ngũ quân, không biết đợi đến khi đại chiến kết thúc, 7.000 tộc nhân tộc tương liễu này còn lại được bao nhiêu. Vốn tôi chỉ cần giữ lại huyết mạch là có thể hoàn thành trách nhiệm với liễu chi nhung, nhưng hiện tại họ trở thành đệ tử ma đạo, tôi còn phải tính toán cho tương lai của họ. Nghĩ đến đây, tôi càng khát vọng trở thành chủ nhân của hồng hoang hơn chỉ cần chinh phục được quy khư tôi mới có thể cho họ cuộc sống tốt hơn không cần trốn trốn tránh tránh lo trước lo sau vì sinh tồn mà yêu sầu trở thành đệ tử ma đạo rồi nếu chi nhung không thể tiếp tục giấu giếm bí mật của quy khư với tôi nữa chỉ là trước khi trận chiến ngũ quân vẫn chưa có kết quả cuối cùng thì tôi sẽ không hỏi trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là trận chiến ngũ quân ý chí tương liễu đã tiêu vong mất đi sự bảo vệ của ngài ấy chỉ dựa vào chiến lực tộc tương liễu hiện tại căn bản không thể chịu nổi một kích càng đừng nói đến sự sát phạt của cả một đội quân. Sau khi Trấn An tộc nhân tộc tương liếu, chuyện hiện tại tôi cần làm là thả Khương Tuyết Dương ra khỏi huyền quan và giúp cô ấy ngưng tụ linh thể. Tuy là nói linh khí ở quy khư hồng hoang rất nồng đậm, nhưng mà để ngưng tụ linh thể rồi dung nạp sinh hồn, hơn nữa còn phải khiến sinh cơ lưu truyền, đây tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, độ khó không hề kém cạnh với việc tôi sắc phong thần vị cho thùy họa ở thiên trì. Ở nhân gian, sinh cơ là do thiên đạo ban tặng, ở quy khư, sinh cơ chỉ có thể dựa vào bản thân đi đoạt xá, đoạt đi một đường sinh cơ từ tự nhiên vạn vật, một đường sinh cơ vô cùng chân quý. Lúc trước cửu long từ đông hải sâu thẳm đi ngược hướng dưới đáy sông hoàng hà chẳng qua cũng chỉ vì cầu một đường sinh cơ cho ma đạo tổ sư trong chấn hồn quan. Chỉ có mối linh khí thì không thể ngưng tụ ra linh thể có thể dung nạp sinh hồn, bắt buộc phải có một đường sinh cơ đem thần hồn và linh thể liên kết chặt chẽ lại với nhau, dung hợp cùng nhau. Như vậy thì khương tuyết dương mới xem như trùng sinh. Chương 558: Một đóa sen xanh hai Nếu không thì chẳng khác nào là mượn xác hoàn hồn, giống như quỷ họa bị vậy. Tôi để Liếu Chi Nhung Triệu tập tộc nhân dựng lên tế đàn ở một chỗ cao trên bàn xà cốc, sau đó tôi bước lên tế đàn làm phép, tay cầm anh hùng chi kiếm phổ cáo chúng sinh vạn tộc, linh hồn bốn phương ở hồng hoang quy khư. Ma đạo tổ sư Tạ Lan, hôm nay lên đài làm phép, phổ cáo tứ phương. Chỉ vì cầu một đường sinh cơ cho tướng bảy mưu tính kế của ma đạo ta, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng hy vọng chúng sinh có lòng độ lược, tư niệm người đang sống, cảm niệm sự bi thương của người đã chết. Nói xong lời này, tôi cắm kiếm xuống đất, lớn tiếng nói, trung ương mậu thổ chi tinh, tốc tốc quy nhập kiếm thân. Lập tức liền cảm thấy có một cỗ lực lượng hùng mạnh tràn vào thân kiếm, sau đó tôi rút thanh kiếm lên, hướng kiếm lên trời, miệng lớn tiếng niệm, đông phương tứ ngã tiên thiên ất mộc chi tinh, bắc phương địch ngã tiên thiên quý thủy chi tinh, nam phương tứ ngã tiên thiên ly hỏa chi tinh, tây phương tứ ngã tiên thiên canh kim chi tinh, Tôi ở nhân gian phong thần, lấy danh nghĩa của Ma đạo tổ sư có thể hiệu lệnh tứ phương, Hồng Hoang quy khư không tu đạo, nhưng anh hùng chi kiếm có địa vị có thể so được với Ma đạo tổ sư, đủ khiến vạn tộc Hồng Hoang thần phục. Tế gia kiếm này, Ngũ hành chi tinh ở Quy Khư ngay lập tức có thể cảm giác được sự triệu hoán của anh hùng chi kiếm, cấp tốc phục lệnh khiến phong vân biến chuyển. Ngũ hành chi tinh lưu chuyển lên xuống thân kiếm, lúc thì tương sinh khi lại tương khắc. Lôi đình, thiểm điện, cuồng phong, bảo vũ đủ các loại thiên văn lần lượt bày ra ở trên không trung những cái này đều do ngũ hành chi tinh dẫn phát ra tộc nhân tộc tương liễu chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này bao giờ từng người đều nghẹn họng nhìn chân chối ngay khi mà đủ các loại thiên tượng trở nên yên tĩnh lại khi mà trên thân anh hùng chi kiếm hiện ra sinh cơ tôi liền cảm giác được có một cỗ thần niệm vô cùng cường đại mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống đè lên tôi mơ hồ còn có ý tứ tức giận cực mãnh liệt sự biến hóa này nằm ngoài dự đoán của tôi dù là tôi hay khương tuyết dương thì đều không thể ngờ đến ý chí của quy khư sẽ xuất hiện để ngăn cản lúc trước ở thiên chỉ khi tôi phong thần cho thùy họa thì áp lực lớn nhất là đến từ sự phẫn nộ của thiên đạo mà hiện tại áp lực của tôi là hoàn toàn đến từ sự phẫn nộ của ý chí thế giới quy khư chỉ là tôi không thể hiểu nổi vì sao ý chí thế giới quy khư không cho phép tôi cầu sinh cơ cho khương tuyết dương lẽ nào nó cũng giống như thiên đạo sợ lực lượng của mệnh bàn sát phá lang tam phương tứ chính đến thiên đạo cũng phải kiêng kỵ sát phá lang Tục ngữ nói rất hay, giường của bản thân há lại có thể rộng lượng nhường kẻ khác ngủ say, có lẽ nó cũng không muốn trong thế giới hồng hoang xuất hiện sự tồn tại vượt qua khống chế của nó. Tạ Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương ở trong huyền quan truyền âm cho tôi. Hiện tại cô ấy đã có thần hồn hoàn chỉnh, có thể câu thông với thức thần của tôi. Tuyết Dương, ý chí thế giới quy khư không cho phép anh cầu sinh cơ cho im tạ lan, tuyệt đối không thể đối địch với ý chí thế giới quy khư. Từ bỏ đi, không có linh thể em vẫn có thể chủ tính cho ma đạo, Khương Tuyết Dương nói: "Không, anh không muốn em chỉ làm một cô hồn, anh muốn thử xem. Lúc trước anh vì Thủy Hỏa Phong Thần đã cược thắng Thiên Đạo, chẳng lẽ ý chí thế giới Quy Khư còn mạnh hơn cả Thiên Đạo?" Tôi nói: "Ở bên ngoài, anh còn có khí số của Ma Đạo để dùng, ở đây anh lấy gì để cược?" Khương Tuyết Dương hỏi: "Cược chúng ta và nó có chung kẻ thù." "Được thôi, anh thử đi." Khương Tuyết Dương đồng ý với quyết định của tôi. Quy Khư là nhân quả của Thiên Đạo, kẻ thù của nó đương nhiên là Thiên Đạo đường tôi đi chính là con đường của ma đạo tổ sư thiên đạo cũng là kẻ thù của tôi kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chỉ xem có tư cách làm chiến hữu của nó hay không mà thôi tôi hiện tại không có tư cách này nhưng mệnh bàn sát phá lang mà tôi đại biểu lại có thật ra tôi làm vậy không đơn giản chỉ vì có lòng dũng cảm liễu chi nhung nói vạch trần bí mật sẽ khiến ý chí của thế giới quy khư tức giận chỉ có đạt được sự tán thành mới có thể cứu lấy chúng sinh hồng hoang dưới lửa giận của nó hiện tại tôi vẫn chưa thử giải mã bí mật nhưng hình như cũng đã chọc giận nó sớm muộn gì cũng giận không bằng hiện tại thử xem nó có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào nếu không vì chúng sinh hồng hoang tôi thật lòng không dám đi giải mã bí mật của quy khư hiện tại trên thân kiếm tính khí ngũ hành như nước với sữa hòa vào nhau bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát ra sinh cơ mà ý chí của thế giới quy khư đã chú ý đến sự tồn tại của tôi đang ở trong bóng tối tức giận nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của tôi giống như chỉ cần tôi dám để cho sinh cơ trên thân kiếm tách ra thì nó sẽ lập tức giáng xuống vô tận sát cơ hủy diệt tất cả sự tồn tại của tôi tôi giơ kiếm hướng lên trời dùng hết tất cả dũng khí hét lớn cửu vạn lý thương khung thủy nhân giữ cộng rứt câu màn trời tức giận vô tận thần uy đổ xuống cách ngàn trượng trên đầu tôi hình thành một cái xoáy đen vòng xoáy đen vô cùng gần giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt tôi vào trong khiến tôi thần hồn câu diệt tôi bình tĩnh nhìn vẫn không chịu buông thanh kiếm trong tay xuống. Trong bóng tối cũng không biết lần rằng con này đã kéo dài bao lâu, vòng xoáy đen dần dần tiêu tán, biến mất tâm mất dạng trả lại khoảng trời trống không lần nữa. Tôi có thể cảm giác được ý chí của thế giới quy khư vẫn chưa hề bình tĩnh lại, chỉ là nó cho phép sát phá lang có một cơ hội để chứng minh, mà trận chiến ngũ quân trước mắt chính là bài kiểm tra tốt nhất. Sau khi ý chí của thế giới quy khư rời đi, tâm niệm tôi liền chuyển động, một đóa sen xanh tách ra từ mũi kiếm chương 559, ba người trùng phùng một. Hoa sen xanh có ngụ ý vô cùng sâu sắc, vốn đã có cách nói về hoa sen hóa thân, hoa sen xanh lại càng vượt trội hơn một bậc. Hơn nữa hoa sen xanh rất phù hợp với khí chất của Khương Tuyết Dương, trung thông ngoại trực, bất mạn bất chi, hương viễn ích thanh, đình đình tịnh thực, khả viễn quan nhi bất khả tiết ngoạn yên. Đây là các câu xuất phát từ bài thơ ái liên thuyết, giải nghĩa rằng hoa sen thân giống, không có cành lá như các loại hoa khác, nhưng nó lại có thể phát triển ngay thẳng, không leo, cuốn, tràn ra xung quanh, hình thái đẹp đẽ, vô cùng thanh nhã, có thể ngắm nhìn từ xa nhưng lại không thể đến gần chơi đùa. Tôi mở huyệt thần đình, thần hồn của Khương Tuyết Dương hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong hoa sen xanh, sau đó cánh hoa bắt đầu thu lại, hình thành một nụ hoa màu xanh. Sau đó có vô tận linh khí điên cuồng dung nhập vào bên trong nụ hoa, đến anh hùng chi kiếm cũng bị một cảnh này làm cho run rẩy không ngừng. Theo sự dung nhập của linh khí, nụ hoa càng lúc càng lớn, từ mũi kiếm chậm rãi bay lên, không ngừng xoay chuyển trên không trung. Bầu không khí yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang nhìn vào nụ hoa sen xanh trên không trung, chờ đợi thanh âm hoa nở. Cũng không biết đã qua bao lâu, nụ hoa sen xanh không còn dung nhập linh khí nữa mà bắt đầu phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. So với họ thì tôi càng kích động hơn, đóa sen xanh này là sự kinh hỉ ngoài ý muốn, bởi vì chết một lần mà đạo hạnh của tuyết dương đã bị thụt lùi quá nhiều, nhưng nhìn thấy bên trong đóa sen xanh này ẩn chứa vô tận sinh cơ, có lẽ Tuyết Dương có thể dựa vào nó đột phá cực hạn của cơ thể cũ, đạt thành tiên thể của Thiên Tôn. Lúc trước khi còn ở trong Huyền Quan, Tuyết Dương còn lo rằng cô ấy sẽ rất yếu ớt, hiện tại vốn không đến mức đó. Cái tôi cầu là một đường sinh cơ, cái cầu được lại là một đóa sen xanh, sinh cơ ẩn chứa bên trong đóa sen xanh này không hề ít hơn tim ma của tôi, hơn nữa đều vô cùng thuần khiết. Nhưng mà sinh cơ của tim ma là dựa vào kiên cường bất khuất còn sinh cơ của sen xanh hoàn toàn là do đạo sinh trưởng tự nhiên dưỡng thành tôi nghĩ đây có lẽ chính là cơ duyên của khương tuyết dương ở quy khư ánh sáng xanh càng lúc càng mạnh mẽ theo thời gian lại trở nên lóa mắt dưới sự trói mắt của ánh sáng xanh này từng cánh hoa của hoa sen xanh bắt đầu tách ra đợi đến khi nụ hoa hoàn toàn nở ra tôi nhìn thấy khương tuyết dương khoanh chân ngồi giữa nụ hoa mắt không mở ra hai tay tự nhiên đặt ở đầu gối làm ra pháp tướng ngũ tâm chiêu thiên ngũ tâm chiêu thiên vốn là pháp tướng mà đạo môn dùng để hấp dẫn linh khí vừa rồi linh khí điên cuồng dung nhập vào là do thần hồn của khương tuyết dương dẫn đến trên thân cô ấy hiển hóa ra một đạo bào màu xanh phù hợp với khí chất của cô ấy một cách hoàn hảo bản thân tuyết dương rất đẹp chỉ là không lãnh diễm bằng tùy họa không yêu mị bằng kiêm hà vẻ đẹp của cô ấy nằm ở trầm tính đạm bạc mà hiện tại trên người cô ấy lại có thêm một mùi vị mới khiến người ta nhìn vào vạn phần đau lòng cũng không biết là phúc phần tu mấy kiếp mới có thể khiến cho nữ tử tài giỏi nhất đạo môn trung tình với tôi sau khi hoa sen xanh nở khương tuyết dương không hề để cho chúng tôi đợi quá lâu mở đôi mắt ra nhìn khắp bốn phương cuối cùng dừng trên người tôi đứng dậy bước chân nhẹ nhàng từ tốn hướng về phía tôi đi tới phía sau lưng cô ấy hoa sen xanh dần dần tiêu tan cuối cùng biến mất tăm mất dạng khương tuyết dương rơi xuống trước mặt tôi cách tôi ba thước sau đó cong người hành lễ với tôi thần sắc nghiêm cẩn nói tuyết dương bái kiến đạo tổ tôi chưa kịp đáp lời đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên từ phương xa. Tuyết Dương, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Quay đầu nhìn lại, Thùy Hòa hiện thân ở đỉnh một ngọn núi phía xa, sau vài lần lóe lên đã đến trước mặt chúng tôi. Cô ấy đổi một bộ khải giáp hoàn toàn mới, nhìn bên ngoài thì có lẽ vẫn là do tiên đạo tặng, chẳng qua hiện tại cũng đã bị tàn phá khắp nơi, thần niệm phật phồng không ổn định, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương cũng đang nhìn cô ấy, khóe môi hiện lên ý cười. Thùy Hòa, bàn xà cốc bị trùng trùng điệp điệp sát cơ phong tỏa, sao em lại vào được? Tôi hỏi, nhờ thần tiến của A Lê Tương Trợ, sau khi Thùy Hòa kể lại tôi mới biết rõ sự tình. Thì ra khi tôi lên đài làm phép cầu một đường sinh cơ cho Khương Tuyết Dương thì cô ấy, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều đang đứng trên cao nhìn qua vậy nên họ cũng cảm nhận được dị tượng xảy ra khi tôi giúp Khương Tuyết Dương ngưng tụ linh thể. Sau đó, trên không xuất hiện ý chí thế giới quy khư, rồi đến vòng xoáy đen phía trên bàn xà cốc. Ở trong bàn xá cốc thì người có thể làm kinh động đến ý chí của thế giới quy khư chỉ có tôi, bởi vì anh hùng chi kiếm đang ở trong tay tôi. chương 560, ba người trùng phùng hai. Thùy họa để tạ Lưu Vân dùng lục nhâm âm dương kiếm thôi diễn. Sau khi biết được vòng xoáy đen có liên quan đến chuyện Khương Tuyết Dương sống lại thì Thùy Họa không thể nào giữ bình tĩnh nữa. Lập tức phi thân xuống núi quay về trận doanh của Ma Đạo, trước tiên đem quân quyền giao lại cho Thanh Đế và Kiêm Hà, sau đó đi tìm A Lê, muốn A Lê dùng thần tiễn giúp cô ấy đột phá trùng điệp sát cơ phong tỏa núi Bắc Minh để tiến về bàn sa cốc. Bàn xa cốc ở sâu trong Bắc Minh Sơn, không chỉ có nọc độc phân tán trong không khí ở Bắc Minh Sơn, mà độc trùng và mãnh thú càng khiến người ta nửa bước khó rời, còn có vô số sát cơ do hiên viên đế và bạch đế bày, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đến gần. Nếu như không có A Lê trợ giúp, chỉ dựa vào thùy họa một mình xông vào, không những hung hiểm vạn phần mà còn vô cùng lãng phí thời gian, Quan trọng nhất là nếu như nổi lên xung đột với hiên viên đế và bạch đế ngay lúc này thì chiến sự sẽ lập tức bị kích phát. Sau khi nghe Thùy Họa giải thích xong, A Lê dùng mũi tên nhắm vào bàn xà cốc, bắn ra một mũi tên. Khi mũi tên tiên Vũ Khánh Linh chưa rời cung thì Thùy Họa đã tập trung thần niệm lên nó rồi, đợi khi mũi tên phá không rời cung, Thùy Họa liền vươn tay bắt lấy nó, người theo mũi tên phá không bay về phía bàn xà cốc. Mũi tên của A Lê có uy năng phá không, cũng may Thùy Họa có thân thể bất tử của tử thần, Vừa rồi mới có thể chịu đựng được sự đau đớn do hư không vỡ vụn sinh ra. Cho dù là vậy thì đối với cô ấy cũng vô cùng hao phí hồn năng. Vẫn chưa đến khu vực của bàn xà cốc đã bởi vì hồn năng sắp cạn kiệt mà từ không trung rơi xuống giữa các ngọn núi. Tây lộc núi Bắc Minh cách bàn xà cốc xa nhất, thiên núi lại vô cùng hiểm trở muốn đi qua khó như lên trời, hồng hoang quy khư lại không thể ngự không phi hành. Vẫn may nơi mà thủy họa rơi xuống đã vượt qua trùng trùng nguy cơ mà hiên viên đế và bạch đế bày ra, tiếp sau đó thùy họa một đường trèo đèo lội suối đến khi tuyết dương bước xuống đài hoa sen khi nãy thì mới đến nơi từ khi từ biệt ở núi thái âm ba người vẫn chưa từng tụ họp lại cái chết của tuyết dương đã trở thành một cái gai trong lòng tôi và thùy họa hiện tại cả ba gặp lại gặp rồi vẫn ngỡ như đang nằm mơ đúng như tôi dự đoán sau khi khương tuyết dương sống lại tu vi chẳng những không hề bị một chút tổn hại nào mà ngược lại còn vượt xa trước kia căn bản không cần tôi bảo vệ cô ấy thùy hỏa thì lại hoàn toàn khiến tôi giật mình khi chúng tôi tách nhau ra ở pháp trận truyền tống, cô ấy vẫn còn đang đau khổ đè ép không cho phá quân chi đạo viên mãn, không dám tấn thăng thiên tôn mà cô ấy hiện tại rõ ràng đã có thần niệm của trí cường thiên tôn, không hề kém cạnh so với kiếm tiên lữ thuần dương. Về việc làm sao mà cô ấy làm được thì cô ấy không nói tôi cũng không hỏi, chuyện kiêm hà bị bắt, trận chiến thành thủ dương cũng rất lâu sau này tôi mới biết, hiện tại chuyện chúng tôi quan tâm nhất chính là trận chiến ngũ quân ở núi Bắc Minh. Sau khi ý chí của tương liễu đại xà tiêu vong, Bàn sa cốc liền trở nên mỏng manh như quả trứng non, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đợi sau khi tôi dẫn Khương Tuyết Dương và Thùy Hỏa gặp tộc nhân tộc Tương Liễu thì liền quay về phòng nghiên cứu chuyện này. Bắt đầu do Thùy Hỏa và Liễu Chi Nhung thuật lại tình hình chiến cục ở núi Bắc Minh cho Khương Tuyết Dương nghe, Tuyết Dương nghe xong bắt đầu dụng tâm yên lặng suy diễn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, tình hình chiến cục ở núi Bắc Minh hiện nay khó mà giải được, bất quá nếu như không có anh hùng chi kiếm thì khó mà giải được bí mật của quy khư, chúng ta trước tiên có thể rút khỏi đây tụ họp với liên quân đạo môn. Khương Tuyết Dương nói rất có đạo lý, hiện tại chuyện anh hùng chi kiếm vẫn chưa bị lộ ra ngoài, hiện tại hiên viên đế, bạch đế, nguyên phượng thiếu nữ cả ba bên đều cho rằng bí mật của quy khư nằm trong tay tộc tương liễu. Chỉ cần chúng tôi có thể rời khỏi đây tụ họp với liên quân đạo môn, nguy cơ của tộc tương liễu liền có thể dễ dàng giải quyết. Bàn xa cốc đã bị hiên viên đế, bạch đế, nguyên phượng thiếu nữ cả ba bên phong tỏa, làm sao mới có thể vượt qua tai mắt của họ mà rời đi? Tôi hỏi nếu như chỉ có ba người tôi thùy họa và tuyết dương thì còn dễ nói nhưng đem theo bảy ngàn tộc nhân tộc tương liễu hỗn tạp nam nữ già trẻ nhân xà dù làm thế nào cũng không thể che trời lấp biển ung dung rời đi đi theo lối vào của vực sâu thâm nguyên, đi đường thủy ở biển bắc minh khương tuyết dương nói không được biển bắc minh mai táng muôn vàn thi cốt của hải thú ở hồng hoang trong biển tràn ngập oán linh của hung thú chúng ta căn bản không thể qua được nghe cô ấy nói xong liễu chi nhung lắc đầu nói trước khi lâm tướng quân đến biển bắc minh đúng thật là cấm địa của sinh vật nhưng mà hiện tại khác rồi có cô ấy ở đây oán linh đã không còn đáng lo nữa thùy họa là tử thần của thái cổ minh giới tử linh hệ hung thú có chiến lược dưới thiên tôn căn bản không thể chống lại uy áp của tử thần dù là chiến lược thiên tôn gặp phải cô ấy cũng chỉ có thể chạy trốn chối chết bởi vì thùy họa có hiệu quả áp chế của kẻ bề trên khi đối chiến với tử linh sau khi định ra việc này Khương Tuyết Dương liền bắt đầu nghiên cứu xem làm sao để có thể tiến vào biển Bắc Minh từ vực sâu thâm nguyên, bắt đầu đào núi, chế tạo thuyền vận binh. Ba ngày sau, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi, Thùy Hỏa và Khương Tuyết Dương dẫn theo tộc nhân tộc tương liễu từ vực sâu thâm nguyên tiến vào biển Bắc Minh. Biển Bắc Minh, nước biển đen xì như mực, trên biển dày đặc sương mù, đi ban ngày mà ngỡ như ban đêm. Tổng cộng chế tạo được 7 chiếc thuyền vận binh, dùng khóa sắt buộc chặt đầu và đuôi thuyền lại với nhau, để phòng việc tách ra rồi bị lạc mất. Lúc này tôi và Thùy Họa đang đứng ở đầu con thuyền thứ nhất, Tuyết Dương đứng ở đuôi con thuyền cuối cùng, chậm rãi di chuyển hướng về phía tây. chương 561, sát ý Minh Hải 1 Ở biển Bắc Minh, nước biển đen như mực, trên mặt biển đầy sương mù, đi biển vào ban ngày nhưng chẳng khác gì ban đêm. Đáy biển khắp nơi sương trắng bao phủ như núi, tất cả người tộc tương liễu đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm ngọn núi từng sinh sống dần dần lùi xa. Những con rắn non chưa hóa hình người đang run rẩy liên hồi. Thùy Họa đứng ở mũi thuyền không nhúc nhích, dưới uy áp tử thần của cô, hung thú trong biển căn bản không dám tới gần. Những con rắn non cảm nhận được cảm giác an toàn mà Thủy Họa mang lại, bọn chúng từ phía sau bơi đến bên cạnh cô, bò đến cuộn tròn dưới chân cô. Nhìn con rắn non, sắc mặt Thùy Họa lộ ra một chút dịu dàng, ngồi xổm xuống, hướng về phía một con rắn non trắng như tuyết mà vươn tay ra. Con rắn nhỏ màu trắng dùng chiếc lưỡi màu hồng thăm dò, liếm ngón tay của Thùy Họa, sau đó ngẩng đầu lên, men theo ngón tay mà bò đến lòng bàn tay Thùy Họa, rồi cuộn tròn thành một quả cầu. Tôi đang ở mũi thuyền với Thùy Họa, vốn dĩ muốn bàn với cô ấy về chuyện của Khương Tuyết Dương. Tôi và Khương Tuyết Dương lúc ở trong huyền quan thì vẫn còn thân thiết, nhưng sau khi trùng sinh trở lại thì rất chi xa cách, lại trở lại cách cư xử trước đây của tôi cùng cô ấy, tôi là đạo tổ, còn cô ấy là Khương Tướng. Tôi biết rằng cô ấy lại để mình bó gối trong một góc, che đậy những suy nghĩ thật sự của mình. Kiếp trước, tham lang đem lòng yêu đạo tổ, nhưng vì phá quân mà âm thầm đóng băng tình yêu của mình, mãi cho đến khi thân thể chìm cùng đảo Kim Ngao, nhưng vẫn chưa bao giờ phá vỡ tâm trí của mình. Tham lang kiếp này đem lòng yêu tôi, nhưng tôi đã cưới Thủy Họa làm vợ, mãi đến khi cô ấy chết tôi mới hiểu được tình cảm của cô ấy, mà bây giờ Khương Tuyết Dương đã trùng sinh trở về, tôi không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa. Tôi vốn định hỏi thăm Thủy Họa về Tuyết Dương, nhưng thấy cảnh tộc tương liễu tiếc thương vì trốn cũ, lời đã đến miệng nhưng lại phải nuốt trở về sau khi thùy họa chứng danh vị tử thần đã luôn gánh vác trách nhiệm sát phạt nặng nề của ma đạo chưa bao giờ thả lỏng trong giây lát hiếm khi thấy nàng buông lỏng cảnh giác như vậy sự ấm áp của tử thần trên đời có được bao phần chứ về phần vướng mắc tình cảm giữa ba người sát phá lang hãy tạm gác lại để sau trận giao chiến giữa ngũ quân vậy tộc nhân tộc tương liễu nhìn thấy hình ảnh tử thần dịu dàng chăm sóc con rắn trắng nhỏ cũng cảm thấy được an ủi đôi chút ma đạo tổ sư năm đó đã kịp thời ra tay cứu giúp khi tộc tương liễu gặp phải đại nạn tộc tương liễu cho tới nay vẫn còn dành sự kính trọng cùng biết ơn sâu sắc cho ông ấy, nhưng chuyện này chỉ là hướng đến bản thân ông ấy, không liên quan gì đến thân phận của ông ấy, gia nhập ma đạo cũng chỉ vì nhận được lời tiên tri của đại xà tộc tương liễu mà thôi. Chỉ sau khi gia nhập rồi, họ mới nhận ra rằng ma đạo vẫn sẽ cho họ sự bảo vệ toàn vẹn nhất giống như người ấy của năm đó vậy. Tộc tương liễu có thời gian phát triển rất dài, trước khi biến thành người, sức chiến đấu của họ rất thấp, không có thần thông quý thủy, chỉ có thể dựa vào phun nọc độc và răng nanh để phòng ngự hay giết địch, cơ hồ không khác gì với những con rắn và côn trùng bình thường. Chỉ sau khi hóa hình thành người, mới có thể thức tỉnh ý chí của thái cổ thần ma trong huyết mạch, lực chiến mới trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trong quốc tùy tộc tương liễu luôn mãnh liệt tồn lại một ý thức cảnh giác về nguy hiểm, mà hiện tại, bọn họ đã tìm được cảm giác an toàn ở ma đạo. Ở đuôi tàu, Khương Tuyết Dương đang nói chuyện với Liễu Chi Nhung. Chuyện bọn họ đang nói đến đương nhiên là bí ẩn quy khư sau khi gia nhập ma đạo liễu chi nhung sẽ không giấu giếm điều gì nữa có hỏi thì ắt trả lời một lúc sau khương tuyết dương kết thúc cuộc trò chuyện với liễu chi nhung và đến đầu thuyền thùy họa cô cảm thấy biển bắc minh là cái gì khương tuyết dương hỏi ý cô là sao thùy họa hỏi cô là tử thần của thái cổ minh giới lẽ nào không có chút cảm giác gì sao khương tuyết dương lại hỏi có tôi cảm thấy nơi này và âm ty rất giống nhau kỳ thực thời điểm chúng ta từ vực sâu khe nước tiến vào biển bắc minh tôi cảm giác như vừa bước qua danh giới âm, dương vậy. Cô nói không sai, chúng ta đúng thật đã bước qua hai giới âm, dương, vực sâu khe nứt là nơi hai thế giới giao nhau, cái gọi là biển Bắc Minh kỳ thực chính là chỉ cõi âm của quy khư. Tuyết dương nói, trong hồng hoang quy khư không có cõi âm, cái gọi là cõi âm được hậu thổ nương nương mở ra sau khi thân hóa lục đạo luân hồi. Chẳng lẽ ở quy khư cũng có sinh tử luân hồi? Sau khi nghe Tuyết Dương nói rằng biển Bắc Minh là cõi âm của quy khư, tôi hỏi. Ở quy khư không có vòng sinh tử luân hồi, tác dụng của biển Bắc Minh chỉ là nuốt chừng thi thể cùng xương cốt của những cự thú hàm oan không tan biến. Trên thực tế, đây là biển của oán linh, địa điểm thực sự để giải bí mật quy khư không nằm ở đây. chương 562, Sát ý Minh Hải 2 Nếu như không có ở đây, thì tạ Lưu Vân vì sao có thể từ trong vực sâu khe nứt nhìn trộm được huyền cơ của quy khư? Tôi hỏi, vực sâu khe nứt ngăn cách hai cõi âm dương của quy khư, nơi âm dương giao nhau đương nhiên có thể rình mò được huyền cơ của quy khư. Có một nơi thích hợp hơn nơi này để giải mã bí ẩn của quy khư, thậm chí còn cho phép cậu trực tiếp nói chuyện với chính quy khư. Khương Tuyết Dương nói, ở đâu, đỉnh núi Bất Chu, giải mã bí ẩn quy khư trên núi Bất Chu, là phương pháp giải mật quy khư mà Liễu Chi Nhung chưa từng nói với tôi trước đây. Núi Bất Chu là ngọn núi cao nhất trong thế giới quy khư, đứng trên đỉnh núi Bất Chu, quả thật là có thể trực tiếp giao tiếp với ý chí của thế giới quy khư. Nghe đến đây, thì tôi hiểu tại sao chỉ có chủ nhân của thanh kiếm anh hùng mới có thể giải được bí mật của quy khư rồi. Bởi vì không có kiếm anh hùng thì không thể lên được đỉnh núi Bất Chu, cũng chỉ có chủ nhân tương lai của thế giới hồng hoang rút ra anh hùng chi kiếm mới tư cách để đối thoại với ý chí của thế giới quy khư. Sở dĩ tộc tương liếu ở lại bàn xà cốc không chịu ra ngoài, một mặt, vì đây là gốc rễ của họ, mặt khác họ muốn tìm kiếm sự bảo vệ của ý chí đại xà tộc tương liếu. Bây giờ ý chí của đại xà tương liếu đã tiêu vong, Bàn xà cổ kỳ thực cũng không cần phải quay lại nữa. Sau đó tôi lại nghĩ, nếu bàn xà cốc mất đi giá trị của nó, thì chẳng phải trận chiến giữa ngũ quân cũng trở nên vô nghĩa sao? Đối thủ thực sự phải là núi Bất Chu kia, núi Bất Chu không chỉ có linh hồn của cung công, mà còn có thân phận chủ của hồng hoang, bản thân nó cũng là thần vật vô thượng để trấn áp khí số. Tiên đạo muốn có núi Bất Chu, không phải nhằm mục đích đem núi Bất Chu rời khỏi quy khư, mà là muốn rút đi hồn núi của núi Bất Chu chỉ có tiên đạo mới có thể làm được điều này bởi vì núi bất chu vốn là một thứ của trời mà tiên đạo giờ đây đang kiểm soát thiên đình việc này rất khó thực hiện bởi vì chúng sinh hồng hoang sẽ không cho phép hồn núi của núi bất chu rời khỏi quy khư so ra thì việc lấy đi linh hồn cung công của nhân đạo thì còn dễ dàng hơn bởi vì chúng sinh hồng hoang đều coi cung công là kẻ thù không đội trời chung điều này phải xem nhân đạo có thủ đoạn để xóa bỏ thần thức của cung công rồi rút ra toàn bộ ý chí của ông ta hay không tuyết dương nếu nói như vậy trận chiến núi Bắc Minh chẳng phải là không cần thiết sao. Nghĩ tới đây, tôi quay đầu lại hỏi Khương Tuyết Sương. Đương nhiên là phải đánh, không chỉ là đánh, còn phải quyết đoán khai trận, ra tay trước quấy đục chiến cục nữa. Âm thanh của Khương Tuyết Sương không nhanh không chậm, vang dội có lực, dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn vẫn như ngày xưa lúc ở đại quân ma đạo bảy binh bố trận vậy. Lý do rất đơn giản, trong trận quyết chiến ở núi Bắc Minh, Hiên viên đế, bạch đế, thiếu nữ nguyên phượng ba bên đều tâm niệm về bí ẩn quy khư ở bàn xà cốc. Nếu như đặt chiến trường ở núi Bất Chu, thanh anh hùng chi kiếm trong tay anh là ngòi kích nổ lớn nhất, đến lúc đó, toàn bộ sức chiến đấu của hồng hoang quy khư sẽ đều vì anh mà đến. Thùy Họa tiếp lời, Thùy Họa nói đúng, không chỉ như vậy, nếu quả thực muốn khai chiến ở núi Bất Chu, ai có thể đảm bảo liên minh đạo môn vẫn vững như khối sắt chứ? Nếu như liên minh tan rã, chỉ bằng ma đạo chúng ta làm sao đối phó được sự thảo phạt của nhân tộc cùng thú tộc hồng hoang chứ? Khương Tuyết Dương nói, luận trinh chiến sát phạt, tôi không bằng Thùy Họa, bầy mưu tính kế lại không bằng tuyết dương, mà đạo tổ sư tôi đây non có chút vô dụng. Nghĩ đến đây, tôi không còn vương vấn những suy nghĩ chập chờn đó nữa mà tập trung nghĩ cách ứng phó với trận đại chiến trước mắt. Thuyền lênh đênh trên biển nửa ngày, một bóng oán linh hải thú cũng không thấy, có lẽ đều bị uy áp tử thần của thủy hỏa dọa cho chạy mất. Gió yên biển lặng, chúng tôi nói về bí ẩn mà tạ Lưu Vân đã suy ra từ vực thẳng khe nứt. Ngày hôm đó, tạ Lưu Vân đã sử dụng thanh kiếm lục nhậm âm dương để do thám huyền cơ của quy khư, suy đoán rằng quy khư có thể là một con côn rồi sau đó tôi đã xác nhận điều này thông qua lời nói của liễu chi nhung chỉ là tôi nghĩ không thông một con vật khổng lồ như vậy lại chưa từng có người thấy qua vậy phải giải thích thế nào đây bắc minh trong tiêu diêu du là chỉ vùng biển vô tận không phải chỉ biển bắc minh nơi đây biển vô tận rộng lớn không có ai nhìn thấy nó là điều bình thường khương tuyết dương nói ngay cả khi không ai ở nhân gian có cơ duyên nhìn thấy nó thì một con vật khổng lồ như vậy cũng không thể che giấu được tai mắt của thiên giới. Hơn nữa, nó còn nuốt lấy nước biển trong thiên hạ, ngưng tụ khí quý thủy trong thiên hạ, vật khổng lồ như vậy một khi có hình dạng thì không thể qua mắt thiên đình được." Thùy Họa nói, cô nói rất có lý, xem ra thứ này cũng là một bộ phận thuộc bí ẩn quy khư, chờ Tạ Lan giải được bí ẩn quy khư, chúng ta mới biết được đáp án. "Không hay rồi, đang cuộc trò chuyện, Khương Tuyết Dương đột nhiên ngừng nói có một cỗ sóng lớn quỷ dị hướng về phía chúng tôi mà xông tới. Cơn sóng lớn ập đến đột ngột, với tốc độ nhanh và dữ dội như vậy, Khương Tuyết Dương vội vàng niệm thần chú cử phong, triệu hồi một cơn gió lốc mạnh mẽ, trực diện chặn đứng cơn sóng lớn. Sóng gió giao nhau, màn nước vỡ tung tóe, nước biển xung quanh trồi lên ngục xuống không ngừng, khiến tộc nhân tương liễu trong thuyền trở quân hoảng hốt không thôi. Khi những con sóng khổng lồ lắng xuống, luồng sát ý vô tận đột nhiên xuất hiện trong màn sương mù phía trước. Một con cá mập hồng hoang dài hàng nghìn trượng đang lao về phía chúng tôi. mươi 563, lời nói ra kinh người một. Con cá mập xương chỉ lộ ra một đường vây trắng như tuyết trên mặt biển, giống như một lưới kiếm sắc bén khổng lồ, xuyên qua màn xương mù dày đặc, cắt ngang mặt biển như tia chớp đang lao về phía chúng tôi. Nhìn vào sát ý của nó, sức chiến đấu chắc phải ở cảnh giới thiên tôn. Dù còn cách chúng tôi cả trăm trượng, nhưng đã bị làn gió tanh tưởi phả vào mặt, làm vạt áo bay lên phần phật mái tóc bạc trắng của thùy Hỏa tung bay như những chiếc đinh cắm vào mũi thuyền tuyết dương dường như không chịu bất kỳ trọng lượng nào vạn trượng gió tanh đều vòng khỏi người của cô ấy để anh thấy thùy Hỏa rút ra hồn chi bi thương tôi nói thùy Hỏa quay đầu nhìn tôi một cái ánh lửa màu lam trong mắt nhảy múa chập trờn môi hơi hé mở nói được nhìn thấy con cá mập xương tiến đến càng ngày càng gần tuyết dương truyền một luồng gió chúc phúc vào cơ thể tôi đọc hảo phong bằng tá lực tống ngã thượng thanh vân Tôi dậm chân rút kiếm ra, mượn lực gió bay lên không trung, điên cuồng thôi thúc hình kiếm khí hình thành trong không trung. Mỗi một lần con cá mập xương di chuyển về phía trước, tôi phóng ra hàng trăm luồng hình kiếm khí, tạo thành một biển kiếm vô hình trong không trung. Khi con cá mập xương còn cách 30 trượng, mặt biển do sát khí của nó mà đã nổi lên từng đợt sóng lớn, tựa như một tấm màn đen dày phủ trên mặt biển, tấn công về hướng của thuyền trở quân làn sóng cuồn cuộn này mạnh đến mức đã vượt ra ngoài phạm vi cự phong mà tuyết dương triệu hồi có thể chống lại tôi không sử dụng ma kiếm ngự long quyết thay vào đó là tim ma thôi thúc sức mạnh của pháp tắc thất sát gần như hoàn hảo hướng về phía cơ thể khổng lồ của con cá mập xương mà chém ra một nhát trong miệng hét to phá chỉ với một nhát kiếm tấm vải đen vỡ vụn con rồng khổng lồ tựa như một tấm kính nổ tung lúc cơ thể của nó bị kiếm khí của tôi chém đôi một tiếng nổ bùm thật lớn rồi rơi mạnh xuống biển Khiến sóng nước nổi lên từng đợt đẩy chiếc thuyền chở quân lùi lại không ngừng. Trong khoảnh khắc sóng lớn vỡ tan, cá mập xương hồng hoang xuyên qua mặt nước, lộ ra một thân thể to lớn toàn xương trắng, hướng lên trời gầm rú. Miệng cá mập chằng chịt những chiếc răng sắc nhọn, miệng nó rộng vô cùng, một lần mở miệng có thể xé xác cả bảy con chiếc thuyền chở quân của chúng tôi. Một vật khổng lồ như con cá mập xương này tồn tại chỉ để giết chóc, ngoài giết chóc thì cũng không còn gì khác. Với một tiếng gầm, sát khí bay lên tận trời xanh. Cũng vào lúc này, biển kiếm của tôi chúc xuống. Khi hai vật va chạm, xương đen tản ra, mặt biển chấn động, ban đầu thì yên lặng, nhưng sau đó vang dội kịch liệt. Hình kiếm khí xuyên thủng vòng phong tỏa sát khí của cá mập xương, tất cả chìm vào trong nước, biến mặt nước phía dưới trở thành một biển kiếm đúng nghĩa. Tình huống này có phần giống với khi ấy kiếm tiên Lữ Thuần Dương xuất hiện, nhưng lại cũng khá khác biệt. Thứ mà Lữ Thuần Dương tu luyện là thần kiếm, thần kiếm điều điều, lay động bát hoang trảm tứ cực, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, khi được thi triển ở khoảng cách xa thì như nghe thấy tiếng sấm ở một nơi yên tĩnh vậy nhưng kiếm khí ma kiếm của tôi thuộc dạng bộc phát cận chiến kiếm khí trào dâng tung hoành khắp trời đất một khi kích phát thì không thể thu hồi lại mạnh ở chỗ kiên cường tiến lên mà không lùi điên cuồng hung giữ lại anh dũng bất khả chiến bại vì vậy kiếm khí của lữ thuần dương khi chìm xuống biển vẫn có thể giữ lại một chút tĩnh lặng rồi mới bộc phát trong khi kiếm khí ma kiếm của tôi chìm vào dòng nước biển thì lập tức bùng phát giống như ném viên băng vào vạc dầu sôi vậy. Nước biển bắc minh đen như mực, đột nhiên nổ tung, còn chưa kịp hình thành tiên nước đã bị kiếm khí trong biển kiếm nghiền nát, trực tiếp hóa thành một làn khói đen. Sương đen bốc hơi, không thấy rõ đáy, chỉ nghe cá mập xương đang điên cuồng gầm thét trong biển kiếm. Trong biển kiếm, hình kiếm khí của tôi đang điên cuồng hủy diệt thân thể xương trắng của nó. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tiếng gầm của cá mập xương dần dần biến mất, tôi từ trên không trung đáp xuống xuyên qua màn khói đen dày đặc, nhẹ chân dẫm lên mặt nước, thử cảm nhận xem có còn sót lại tia thần thức nào không. Lúc đầu không có dấu vết, nhưng ngay khi tôi đang vui sướng trước sức mạnh biển kiếm của mình, liền nghe thấy Thủy Hỏa kêu lên, tạ lan, cẩn thận. Ngay khi Thủy Hỏa cất tiếng, nước dưới chân tôi đột nhiên bắt đầu chảy xiết, tạo thành một mắt biển khổng lồ, tình cờ thay tôi lại ở trong trung tâm của mắt biển. Hồng hoang quy khư không có trợ lực, bên dưới hai chân cũng không có trợ lực, nên thân thể tôi bắt đầu ngã xuống. Ngàn vạn lần không ngờ được rằng con cá mập xương tàn bạo này còn biết tạo bẫy, dựng cho tôi một con đường chết, tôi đã đánh giá thấp sự khôn ngoan của nó. Sau đó, suy nghĩ lại, để có được sức mạnh chiến đấu cấp bậc Thiên Tôn thì nó đã phải tu hành ở biển Bắc Minh biết bao nhiêu năm rồi. Chương 564, lời nói ra kinh người hai. Thiên Tôn khó chứng, giết Thiên Tôn càng khó hơn, là do tôi đã quá xem thường địch. Sau một lúc hoảng sợ, tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu phóng thích hình kiếm khí một cách điên cuồng đồng thời niệm ma kiếm ngự long quyết phi long tại thiên lợi kiến đại nhân long chiến vu dã kỳ huyết huyền hoàng kháng long vô hối thuần dương toàn thịnh nghĩa là rồng bay trên trời lợi khi gặp nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng rồng đánh ở đồng nội đổ máu đen vàng rồng lên cao không hối hận thuần dương thịnh vượng về mọi mặt nếu nó đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy thì cứ cho nó toại nguyện vậy giáng xuống sáu con kiếm khí cự long để xem nó có thể nuốt chửng chúng được hay không sau khi sáu con rồng bị nuốt chửng hoàn toàn bởi mắt biển do cá mập xương hóa thành cả người của tôi vẫn ở trong trạng thái rơi xuống nhanh chóng rơi vào mặt nước biển rồi chìm sâu xuống dọc theo mắt biển nơi sâu trong mắt biển không có chút âm thanh nào sau đó thì truyền đến tiếng rên rỉ của con cá mập xương tôi biết đó là sáu con kiếm khí cự long của tôi đang tàn phá bên trong cơ thể con cá mập xương tiếng rên rỉ của cá mập xương càng lúc càng lớn càng thêm thảm thiết thì tốc độ quay tròn của mắt biển cũng bắt đầu chậm lại để khuấy động biển Bắc Minh hình thành mắt biển thì cần một lượng thần niệm rất lớn, tình hình hiện tại cho thấy thần niệm của cá mập xương đang ở trạng thái tiêu hao nhanh chóng, việc duy trì con mắt biển khiến thần niệm của nó không thể kham nổi. Quả nhiên, một lát sau, con cá mập xương phát ra một tiếng kêu kinh khủng, sau đó lao ra từ chỗ sâu nhất trong mắt biển. Trên phần sọ khổng lồ của con cá mập xương, hai con mắt oán linh phát ra u quang đã bị kiếm khí cự long làm cho mù loà, cơn đau dữ dội khiến nó nhất thời hỗn loạn, không cách nào nắm bắt được khí thức của tôi. Tôi nhẹ nhàng thi triển thân pháp đã có thể tránh được răng nanh sắc nhọn, đạp lên đỉnh đầu của nó, để nó đưa tôi ra khỏi biển sâu. Cơ thể của con cá mập xương dài ngàn trượt, sau khi sáu con kiếm khí cự long chui vào trong miệng nó, chúng lao thẳng xuống, điên cuồng hoành hành bên trong cơ thể xương trắng của nó. Đứng trên đỉnh hộp sọ của con cá mập xương, vẫn có thể cảm nhận được nó đang run lên vì đau đớn dữ dội, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng xương gãy dày đặc phát ra từ cơ thể ẩn trong khối nước biển của nó. Đợi khi cá mập xương quay trở lại mặt biển, chỉ còn lại một cái đầu lâu cực lớn cùng một chút thần niệm ít ỏi còn sót lại, thân thể khổng lồ dài hàng ngàn trượng xương trắng của nó đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Tôi cắm thanh kiếm anh hùng vào giữa hộp sọ, xóa sạch lượng thần niệm còn lại của con cá mập xương, sau đó dậm chân thật mạnh để mượn sức, quay trở lại đầu con thuyền trước ánh mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ của tộc nhân tộc Tương Liễu. Trận chiến này là trận thống khoái nhất kể từ khi tôi vào quy khư. Cho thấy rằng tôi đã có đầy đủ sức mạnh chiến đấu của Thiên Tôn sự kết hợp hoàn hảo giữa biển kiếm, lục long, tim ma thất sát cùng với sự điên cuồng của ma kiếm. Tôi biết được từ thùy họa rằng A Lê và Kiêm Hà cũng sở hữu chiến lực của thiên tôn. Như vậy thì, tính cả tôi và thùy họa, mà đạo vô tình có được bốn người ở sức chiến đấu cấp thiên tôn trong quy khư, mà thùy họa không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy còn đạt lực chiến thiên tôn mạnh nhất. Còn A Lê, đợi sau khi tôi phong thần cho cô bé, thì sức chiến đấu của cô bé nhất định sẽ còn được nâng cao hơn nữa. Trái ngược, nhân, tiên hai đạo, thì nhân đạo tạ Lưu Vân vẫn chưa nắm bắt được cơ hội, vì vậy ông ta không có thời gian để ghen tị với người khác. Còn mộ dung nguyên duệ thì lại khiến người khác ngạc nhiên, sau khi được chứng thiên tôn, vì thế đạo chiến thần cũng hoàn chỉnh có thể bùng nổ sức chiến đấu thiên tôn mạnh nhất. Khi nghĩ về mộ dung nguyên duệ, tôi lại nhớ những lời cô ấy nói với tôi trên đảo Bồng Lai. Bây giờ mặt nạ của cô ấy hẳn đã được gỡ bỏ, dung mạo của cô xà tiên nhân lần nữa xuất hiện trong thế tục, nhưng tôi không biết giờ đây cô ấy có nhẫn tâm giết tôi hay không cũng không biết liệu cô ấy có cắt đứt dây hôn nhân trên đá tam sinh hay không. Có lẽ cô ấy sẽ không làm gì tôi khi còn trong quy khư, nhưng khi chúng tôi trở lại nhân gian thì sẽ không có cách nào để chúng tôi chung sống hòa bình nữa. Tạ Lan, anh không chứng thiên tôn, cũng đã có lực chiến thiên tôn, đợi khi anh thăng tiến lên thiên tôn thì sẽ càng kinh ngạc hơn. Trong giọng điệu thủy hỏa mang theo tia kiêu ngạo của một người phụ nữ đã có gia đình, còn kém xa so với uy lực của tử thần thái cổ minh giới. Tôi cười nhẹ nói, Thùy Hòa có lợi hại đến đâu, thì cô ấy không phải vẫn là vợ của cậu sao? Khương Tuyết Dương nói xong liền nở nụ cười, đẹp không thể tả. Tôi là thê tử của anh ấy, vậy cô lại là gì đây? Thùy Hòa trịnh trọng hỏi Khương Tuyết Dương, vừa là thầy vừa là bạn, có thể xem như người thân vậy. Khương Tuyết Dương hơi giật mình nói, chỉ là người thân thôi sao? Thùy Hòa truy hỏi cô ấy. Khương Tuyết Dương không để ý đến lời trêu chọc của cô, quay người đi về phía đuôi tàu. Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, Tôi thầm thở dài trong lòng, có vài lời vẫn là chưa nói được. Khương Tuyết Dương ở trong huyền quan là dùng tình cảm của thần hồn mà chung sống với tôi, nên không kìm nén được cảm xúc. Sau khi mượn thanh liên trùng sinh ra khỏi huyền quan, Tuyết Dương đã trở lại tâm thái như trước đây. Tôi là đạo tổ, còn cô ấy là Khương Tướng. Nhớ đến bài ái liên thuyết của Chu Đôn Di, đây cũng là phần tình cảm tôi dành riêng cho cô ấy, nhưng ngặt nỗi cô ấy lại giống như thanh liên vậy, luôn thanh cao, độc lập. Tạ Lan, Em biết anh cũng thích cô ấy, anh không cần vì thái độ hiện giờ của cô ấy mà buồn lòng. Thùy Hỏa thần sắc không thay đổi, âm thầm dùng thần niệm truyền âm. Anh không buồn, cô ấy từng là sư phụ của anh, anh tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Ha ha, cũng chính là cậy làm mấy ngày sư phụ của anh nên mới lên mặt như vậy. Yên tâm đi, đợi sau khi ma đạo thu thế giới quy khư làm tổ đình, em sẽ giúp anh cởi bộ đạo bào của cô ấy xuống. Lời thốt ra của Thùy Hỏa khiến tôi kinh ngạc, cơ thể tôi cũng chấn động một phen đến ngụm máu giả cỗi này cũng sắp phun cả ra ngoài. chương 565, Khương Tướng trở về một. Sau khi tiêu diệt con cá mập xương, Bắc Minh trời yên biển lặng trở lại. Uy áp của tử thần có thể trấn áp mọi oán linh cấp thấp, tiếng kêu rên thê lương vang vọng khắp trời đất trước khi cá mập xương rơi xuống cũng cảnh báo đến cho tất cả sự tồn tại thuộc cấp bậc thiên tôn đang chuyển động trong biển Bắc Minh. Tuy rằng chúng là kẻ địch của tất cả sinh vật, nhưng dù gì cũng đã tu hành không biết bao nhiêu ngàn năm, nếu không có xung đột lợi hại gì, thì không cần liều mạng đến chết để chút giận lên chúng tôi. Bảy chiếc thuyền vận chuyển quân đội của chúng tôi không chỉ có tử thần của Thái Cổ Minh giới tọa chấn, mà còn có thanh anh hùng kiếm. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, suy nghĩ một hồi, chính là thuận buồm xuôi gió, sóng yên biển lặng. Biển Bắc Minh không phải là biển xanh trời xanh nên không khơi dậy được sự lãng mạn từ tận đáy lòng, nhưng đứng bên cạnh Thùy Hỏa, tim tôi vẫn tràn đầy sự dịu dàng cùng yêu mến. Mặc dù tôi không thể khẳng định rằng so với bao nhiêu nữ tử trên đời này tôi chỉ yêu mỗi mình Thùy Họa, nhưng hiện tại chỉ có cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó tôi đã cưới cô ấy như thế nào, cũng sẽ không bao giờ quên những gì cô ấy đã nói với tôi. Sinh tử khiết thoát, giữ tử thành tuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Cũng chỉ có mình Thùy Họa được lòng tôi nhất, sống chết có nhau, không rời bỏ nhau dù chỉ một chút. Cô ấy biết mọi thứ về tôi, tôi cũng biết nỗi bi thương trong 400 năm ở sông Hoàng Hà của cô ấy. Con người là một tâm hồn cô độc, bởi lẽ mọi con đường đều phải một mình đi hết. Nhưng tôi tin rằng nếu cả thế giới tĩnh lặng lại, thì tâm hồn tôi cũng không cô độc, bởi vì Thùy Hạo cô ấy chắc chắn ở bên cạnh tôi. Mọi thứ đều yên tĩnh, thì vẫn còn có cô ấy. Nếu trong lòng tôi không có cô ấy, thì không thể gánh nổi cờ chiêu hồn của ma đạo, cũng không thể làm ma đạo tổ sư được. Có câu nói, đàn ông chưa vợ bao nhiêu tuổi cũng vẫn là con trai, cũng chính nhờ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi đã dạy tôi trở thành một người đàn ông như thế nào. Đây là điều mà Khương Tuyết Dương bất kể thế nào thì cũng không thể dạy cho tôi được. Nghĩ đến đây, tôi không còn tránh né ánh nhìn của mọi người nữa, vươn tay ôm lấy eo cô ấy, nhẹ giọng hỏi, "Thùy Họa, em gả cho anh bao lâu rồi?" Thùy Họa cả kinh, hỏa diễm Bích Lam trong mắt trở nên nhu hòa hơn, đáp, "10 năm rồi." "Đúng vậy, 10 năm rồi. Sao lại đột nhiên hỏi cái này?" Thùy Họa hỏi, "Thời gian như bài hát thật may khi có em ưm ừ, lòng anh cũng chính là lòng em đợi xong trận chiến núi bắc minh xem chúng ta có thể tranh thủ một chút thời gian hay không để làm gì tôi hỏi làm điều gì đó mà em chưa bao giờ làm trước đây thùy họa nói xong liền xoay người đi tới đuôi thuyền cùng khương tuyết dương tán gẫu lúc đầu tôi cũng không rõ cô ấy nói gì bởi vì tôi không biết cô ấy có việc gì chưa từng làm còn phải cùng tôi làm nữa chứ sau khi suy nghĩ một lúc ở đầu thuyền tôi chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cô ấy thân là tử thần của thái cổ minh giới, với chiến lược của thiên tôn mạnh nhất, cô ấy có thể dễ dàng làm được nhiều việc mà người khác không làm được. Chỉ có một việc mà cô ấy chưa bao giờ làm, còn nhất định phải kéo tôi làm cùng. Hai ngày sau, chúng tôi thành công vượt qua vách đá mạn bắc của núi Bắc Minh và đổ bộ vào một bãi cạn ở chân núi phía tây núi Bắc Minh. Sau khi lên bờ nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi tiến về doanh trại của Liên minh Đạo Môn. Tam tinh sát phá lang dẫn đầu, theo sau là 7.000 tộc nhân tương liễu. Trong tộc tương liễu, có hàng chục người với lực chiến nửa bước thiên tôn, với sự tham gia của họ, sức chiến đấu của ma đạo chúng tôi ở quy khư đã đủ để đối kháng lại nhân, tiên hai đạo rồi. Sắc mặt của tạ Lưu Vân thậm chí còn khổ não hơn, biểu cảm của mộ dung nguyên duệ sau khi gỡ bỏ mặt nạ cũng không tốt hơn là bao. Tôi có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, khi ma đạo đến chỉ có 7 người, nhưng hiện tại đại quân đã có gần 12 vạn người, nửa bước thiên tôn cộng lại thì gần trăm người, còn có bốn vị chiến lực cấp bậc thiên tôn, trong đó Thủy Hỏa còn là thiên tôn mạnh nhất nữa trái ngược với hai nhà bọn họ, mất nhiều hơn được. Tiên đạo đỡ hơn một chút, ít nhất vẫn có mộ dung nguyên duệ đã ngừng tụ ra phân thần tiên thiên ất mộc, sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh. Nhân đạo có thể được xem như thê thảm nhất, thậm chí ba, năm thanh tà kiếm mà thiên sư trương đạo lăng để lại cũng bị gãy đi một thanh. Trong lòng hai người này đều chua sót, nhưng đệ tử ma đạo của tôi thì lại hưng phấn không thôi, đặc biệt là A Lê, khi cô bé nhìn thấy Khương Tuyết Dương trùng sinh trở về, nước mắt rơi như mưa vậy. Cô bé gục đầu vào vòng tay của Tuyết Dương, bật khóc nước nở, đến cả Ngạo Phong đứng bên nhìn cũng phải bó tay chịu trận. Chương 566, Khương tướng trở về hai. Nước mắt của A Lê trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể ngừng rơi được, do mũi tên mà Khương Tuyết Dương chúng phải khi chết chính là A Lê bắn ra. Hôm đó là ngày sát sư, Khương Tuyết Dương lại là sư phụ của A Lê. Người đã lớn như vậy còn khóc như một đứa trẻ, làm gì mà còn nửa điểm tôn nghiêm của Nguyệt Thần cơ chứ? Khương Tuyết Dương vô cùng chiều miến nói. Sư phụ, ở trước mặt người, A Lê vĩnh viễn là đứa trẻ. A Lê cong đôi môi nhỏ nhắn, ủy khuất nói. A Lê đang khóc nức nở, bên cạnh cô bé còn có một người khác cũng đỏ hoe đôi mắt, là tướng quân Kiêm Hà của Ma Đạo. Về chuyện xảy ra với Kiêm Hà, trước đó Thùy Hòa không nói gì với tôi, vì vậy tôi không biết tại sao mắt Kiêm Hà lại đỏ lên khi cô ấy nhìn thấy tôi. Sự trở về của chúng tôi đã nâng cao sĩ khí của Ma Đạo, khoảng thời gian tiếp theo đây, với danh nghĩa của đạo tổ, tôi sẽ gặp mặt cùng Thanh Đế, Đại Tộc Trưởng Mục Tộc, Tộc Trưởng Tộc Đông Di, cùng 12 vạn đệ tử ma đạo. Khi 12 vạn đại quân đồng thanh hét lên, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, tôi cảm thấy rất rõ rằng là cờ chiêu hồn trong huyền quan bay lên theo gió, khí số của ma đạo cũng đồng thời tăng vọt. Điều này cho thấy ma đạo đã cắm được dễ ở quy khư, đã tiến thêm một bước lớn để chinh phục quy khư. Sự trùng sinh của Khương Tuyết Dương không phải là một sự kiện nhỏ bởi vì nó đại diện cho sự khởi động lại của mệnh bàn sát phá lang. Tuy rằng ma đạo chỉ là tạm thời chiếm được chỗ đứng vững chắc trong một góc nhỏ của quy khư, ma đạo ở nhân gian vẫn kém xa so với bề dày của nhân, tiên hai đạo, nhưng giờ khắc này, nhân, tiên hai đạo rõ ràng cũng đã có một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ từ trong lòng họ. Sau khi ma đạo ăn mừng sự gia nhập của tộc tương liếu, thì tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đã lần lượt đến trại của ma đạo để chúc mừng sự trở lại của Khương Tuyết Dương. Chúc mừng Khương tướng tái xuất, âm ty từng viết long hổ hành tẩu đã thất truyền trung nam thượng còn có khương tuyết dương coi ngươi là người kế nhiệm của ta bây giờ khương tướng lại dựa vào cơ thể của thanh liên mà trùng sinh luận về tu vi và trí tuệ đã không còn thua kém ta nữa sau này không thể nhắc đến những lời này nữa tạ lưu vân vô cùng cảm khái nói ha ha làm sao có thể so sánh với lưu vân sư huynh chỉ dựa vào thanh kiếm lục nhậm âm dương đã có thể dò xét thiên cơ được khương tuyết dương cười nói chúc mừng khương tướng tái xuất Mộ Dung Nguyên Duệ ăn nói không giỏi bằng tạ Lưu Vân, nói xong một câu, liền tùy ý liếc nhìn tôi một cái. Dung mạo của mộ Dung Nguyên Duệ lần nữa lộ diện, so với trước kia thì còn đẹp hơn vài phần, hóa ra là nhờ tư chất thần tiên, bây giờ vẻ mặt lại có thêm phần uy nghiêm của thánh thần. Sau khi chứng thiên tôn, danh hiệu chiến thần của mộ Dung Nguyên Duệ thì cũng danh xứng với thực rồi. Tạ Lưu Vân và mộ Dung Nguyên Duệ đến thăm Khương Tuyết Dương không chỉ để chúc mừng đơn giản như vậy, mấu chốt là để hỏi về chiến cục ở núi Bắc Minh. Việc tộc tương liễu đột ngột rút lui khỏi bàn xa cốc vào thời điểm này đã khiến họ dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là tạ Lưu Vân, bởi vì ông ta biết về sự tồn tại của vực sâu khe nứt, còn ở đâu đó khám phá được một số huyền cơ quy khư. Chúng tôi sẽ không nói ra việc giải mã bí mật của quy khư không nằm ở bàn xa cốc, nếu nói ra thì liên minh đạo môn nhất định sẽ lục đục. Về việc tại sao tộc tương liễu lại từ bỏ bàn xa cốc thì Khương Tuyết Dương giải thích rằng điều đó là cần thiết cho chiến cục hiện tại, vì vậy họ mới tạm thời rời đi, không ai nói thêm lời nào bàn xa cốc bị bạch đế, hiên viên đế cùng thiếu nữ nguyên phượng ba bên bao vây lại, không ai được phép đi xa hơn, không chỉ các lực lượng liên quân đạo môn không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong bàn xa cốc mà ngay cả họ cũng không biết. Cũng chính vì điều này mà trận chiến của năm đạo quân ở núi Bắc Minh vẫn còn cơ hội lần nữa đốt cháy ngọn lửa chiến tranh. Nếu để họ biết rằng nơi giải mã bí mật không phải ở bàn xa cốc, thì quân đội sẽ rút lui ngay lập tức, sau đó tập hợp lại và tiến đến núi Bất Chu. Khương tướng đã trở lại, sát phá lang tam phương tứ chính, đồng tâm hiệp lực, át hẳn đã tìm ra cách để phá vỡ quân tình ở núi Bắc Minh. Trận chiến của năm đội quân không nên bắt đầu một cách nhẹ nhàng, không biết Khương tướng có kế hoạch gì. Tạ Lưu Vân hỏi, tiên phát chế nhân, khắc địch tiên cơ, nghĩa là đánh trận phủ đầu là cơ hội tốt để đánh bại kẻ địch. Khương Tuyết Dương trầm giọng đáp, ta biết đại quân ma đạo của các người quân lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng lực lượng liên minh đạo môn vẫn không có lợi thế trước lực lượng liên quân của hiên viên đế, bạch đế, còn thú tộc của núi Lưu Ba do thiếu nữ Nguyên Phượng lãnh đạo như hổ rình mồi để giành cơ hội ra tay trước, hành động trước ngược lại sẽ càng bị kiềm chế hơn. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Mộ Dung Tiên Tử lo lắng là đúng, Tạ Lưu Vân cũng nhân cơ hội nói ra ý nghĩ của mình. Ta biết lo lắng của hai nhà các ngươi, vì vậy, trong trận chiến này sẽ do 12 vạn đệ tử ma đạo ta chấn áp phần giữa quân đội, đối diện trực tiếp với uy lực, nhân, tiên hai đạo sẽ chi viện hai bên, có phản đối gì không? Thùy Họa lạnh lùng nói, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn nhau, đồng thời tỏ ý không phản đối gì. Không biết Khương tướng định khi nào xuất binh, Tạ Lưu Vân hỏi, "Binh quý ở thần tốc, đêm nay đạo tổ phong thần cho A Lê, ngày mai xuất binh." Chương 567, A Lê phong thần 1. Vào ngày đó, tôi ở thiên trì trên núi Trường Bạch phong thần cho Thùy Họa, đã khiến A Lê rất chi ghen tị, phải hứa với cô bé rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ phong thần cho cô bé như vậy. Kể từ đó, lời hứa này đã khắc sâu trong trái tim A Lê mặc dù ở hồng hoang quy khư vẫn có ban ngày nhưng lại không có nhật nguyệt cùng sao trời khoảng cách giữa trời và đất rất gần nhau trong đêm sâu thẳm tôi một tay cầm thanh anh hùng kiếm bước lên tế đàn so với thần đàn phong thần của thùy họa thì cái của a lê lại đơn giản hơn rất nhiều điểm long trọng của ngày đó là nằm ở chỗ nó ở nhân gian trong một thế giới rộng lớn có các vị thần trong tam giới theo dõi vậy nên không thể bất kính với các vị thần còn phong thần trong quy khư thì không cần phải để ý đến thái độ của các vị thần nữa bởi quy khư không nằm trong tầm kiểm soát của thiên đạo và thần niệm của các vị thần cũng không đến được nơi này. Thần đàn được lập trên một ngọn đồi, dưới ngọn đồi là 12 vạn binh mã của ma đạo chúng tôi. Đại quân chỉnh tề, sĩ khí dâng cao, ở ngoại vi, 60 vạn binh mã của nhân, tiên hai đạo cũng vây lấy theo dõi. Phong thần là chuyện hiếm có từ xưa nay, không phải ai cũng có tư cách được phong thần, cũng không phải ai cũng có tư cách phong thần cho người khác. A Lê đã sớm chuẩn bị xong, đầu đội vương nguyện nguyệt thần, thành vũ giáp trên người sớm đã được thay thế bằng nguyệt bố trường bào, dung mạo tuy rằng vẫn còn mang chút thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng thần sắc lại thần thánh mà trang nghiêm. Ngạo phong bên cạnh A Lê có vẻ hơi căng thẳng, sau khi A Lê phong thần, rất có thể sẽ vì thần vị của mình mà tính tình có sự thay đổi lớn, có thể sẽ tràn đầy thần uy khiến người khác khó mà lại gần được. Ví dụ như Thùy Họa sau khi được tôi phong là tử thần, nếu cô ấy không kiềm chế thần uy của mình thì sẽ không ai có thể đến gần cô ấy trong bán kính năm thước trở lại. Bởi đây là lãnh địa của thần, tiến vào mà không có sự cho phép là báng bổ sự uy nghiêm của thần. Khi bái tượng thần trong các đạo quán, khách hành hương đều đứng cách xa năm thước, nếu lại quá gần thì không những không được thần linh che chở mà còn gặp phải tai họa. Đứng trên thần đàn, tôi nhìn vào màn đêm của quy khư, bắt đầu chỉnh lại quần áo. Sau đó tôi xóa tóc, đi chân đất, chia kiếm tư phía, miệng đọc, ngô dĩ thiên vi phụ, địa vi mẫu. Ngô cư kỳ trung, thường như xích tử, nhật vi công tào, nguyệt vi sổ chủ. Lôi công điện mẫu, tại ngô tiền hậu, phong bác vũ sư, tại ngô tả hiếu, lục giáp trực phù, châu vũ vây quanh, thanh long cư ngô hiếu, bạch hổ cư ngô tả, chu tước tại ngô tiền, huyền vũ tại ngô hậu, hoàng long trấn ngô đầu, thất tinh tại ngô thủ, ngô cư trung cửu cung, thái ất phi ngô ngẫu, hữu tam tả thất, đối cửu lữ nhất, nhị tứ vi kiên, lục bát phi túc, ngô cư kỳ trung. Ta là ma đạo tổ sư, dạo quanh nơi đây, quan sát mười cực, loại bỏ tam giới, cửu thiên cố khí, tứ trực đến tế đàn. Theo mệnh lệnh của ta, hôm nay tới đây, nay, ta phong A Lê của bộ tộc Đông Di làm nguyệt thần, cấp cấp như luật lệnh. Sắc sắc sắc, sắc lệnh cuối cùng hoàn thành, sắc trời bắt đầu biến hóa, gió nổi lên, bốn cực hồng hoang quy khư không ngừng có thần niệm hướng tới nơi này. Ngoài ra thì không còn động tính gì khác, trời đã sập tối, màn đêm đen kịt. Cờ chiêu hồn bên trong huyền quan cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Điều này khiến tôi vô cùng hoang mang, A Lê đã ngưng tụ được thần cách của thái cổ thần ma, lực chiến cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tôn, lại từng được rửa tội ở hồ mặt trăng của bộ tộc Đông Di, đáng lý sẽ không thể thất bại trong việc phong thần mới phải chứ. Trừ khi, ý chí của thế giới quy khư không cho phép A Lê phong thần ở đây. Mặc dù thái cổ thần ma rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng họ cũng bị thiên đạo diệt sạch từng người một, mà quy khư là một sự tồn tại mà ngay cả thiên đạo cũng không thể làm gì được. Nếu quy khư không cho phép A Lê thành thần, thì chắc chắn A Lê sẽ phong thần thất bại. Qua một hồi lâu vẫn không có động tính, đệ tử ma đạo vẫn bình tĩnh như cũ, mà đệ tử nhân, tiên hai đạo lại lộ ra vẻ hầm hực, phẫn nộ. Ma đạo đã phong một vị tử thần, nếu như lại phong thêm một vị nguyệt thần, nhân, tiên hai đạo trong lòng nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Tuy rằng từ cổ trí kim việc phong thần rất hiếm thấy, nhưng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy ma đạo có thêm một vị thần linh bảo vệ nữa, huống chi người được phong thần lại còn là thái cổ nguyệt thần, thực lực vượt xa so với các vị thần của thiên giới. Chư thần trên thiên giới có rất nhiều vị thậm chí còn không đạt được lực chiến thiên tôn, thần vị của họ trực tiếp đến từ một đạo sắc lệnh của Ngọc Hoàng trên thiên đình. Ngay khi tôi còn đang hoang mang khó hiểu, thì một chùm ánh sáng trắng tinh khiết đột nhiên chiếu xuống từ khoảng không tối mịt, bao trùm lấy A Lê, người đang đứng đối diện với tôi trên tế đàn. chương 568, A Lê Phong Thần 2 Nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra chùm sáng này là do ánh trăng ngưng tụ lại, giống hệt như ánh sáng của Thái Cổ Nguyệt Ma trong huyền quan của tôi nhìn thấy dị tượng này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên xem sắc trời còn tối đen không nhìn thấy nơi cuối ánh trăng ánh trăng chiếu vào a lê trên phong nền của nguyệt bố trường bào khiến a lê trở nên càng thần thánh hơn a lê nhắm mắt lại như thể không biết gì ở hồng hoang quy khư cấm chế ngự không phi hành tất cả trạng thái phi hành đều dựa trên trợ lực và không thể kéo dài quá lâu nhưng mà không bao lâu sau khi ánh trăng bao phủ hoàn toàn a lê a lê thực sự bắt đầu chậm rãi lơ lửng không ngừng bay lên như một chiếc lông vũ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng thần kỳ này, thậm chí còn không dám thở mạnh. A Lê tiếp tục bay lên trên, dưới ánh mắt của mọi người mà tiếp tục bay lên đến tận điểm cuối cùng của ánh sáng, nơi mà chúng tôi không thể nhìn thấy được nữa. Cô bé biến mất rồi, không ai có thể cảm nhận được tồn tại của cô bé nữa. Điều quan trọng nhất là, khi A Lê bay lên bầu trời, chùm ánh trăng thẳng đứng chiếu từ trên trời xuống cũng rút ngắn từng tấc theo cơ thể cô bé đến cuối thì cùng biến mất với cơ thể của cô bé, bầu trời lại quay về màn đêm tối vốn có. Ngạo Phong mở to mắt, khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của A Lê nữa, cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi vội vàng bước xuống tế đàn và đi đến bên cạnh Khương Tuyết Dương. Tuyết Dương, đây là chuyện gì vậy? Tôi hỏi, tôi cũng không biết, chỉ có thể đoán chuyện này cùng với ý chí thế giới quy khư có liên quan, Khương Tuyết Dương đáp: Ý chí của thế giới quy khư không cho phép tôi phong thần cho A Lê. Không chắc nữa, có lẽ nó không có ác ý gì. Khương Tuyết Dương suy nghĩ một chút, đáp: Vậy thì tôi đã phong thần cho A Lê thành công hay thất bại rồi? Cái này không thể giải thích được, cậu cứ kiên nhẫn chờ đi, nếu như thành công, cờ chiêu hồn nhất định sẽ nhanh chóng cho cậu biết thôi. Mọi người đang chờ đợi, mà đạo đang chờ A Lê trở về, nhân tiên hai đạo thì đang chờ xem trò cười của ma đạo tôi thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, chớp mắt đã qua 2 giờ đồng hồ rồi. Bình minh đang đến gần, nếu A Lê không thể quay về, thì đợi đến khi trời sáng rồi thì cô bé sẽ không thể về được nữa. Lòng tôi càng lúc càng lo lắng, hỏa diễm trong mắt thủy Hỏa bắt đầu bùng cháy điên cuồng, Khương Tuyết Dương cau mày, người buồn lòng nhất vẫn là Ngạo Phong, chàng trai có trái tim trong sáng, hết lòng hết dạ yêu A Lê, khóc như mưa chút, không thể ngừng lại được. Không chỉ có chúng tôi, mà 12 đại quân của ma đạo cũng đồng thời im lặng, Tâm trạng buồn bã tràn ngập. Trong số đó, tướng sĩ bộ tộc Đông Di là nghiêm trọng nhất, bọn họ đã nước mắt lưng tròng, A Lê là niềm tự hào của bộ tộc Đông Di. Ngay cả khi tôi không phong thần cho cô bé, thì từ lâu trong trái tim của tộc nhân cô bé đã là hóa thân của Nguyệt thần. Tôi có chút hối hận khi phong thần cho A Lê rồi, nhưng ai lại có thể ngờ rằng điều như vậy sẽ xảy ra chứ? A Lê rất lâu vẫn chưa quay trở lại, hành hạ trái tim của đệ tử ma đạo từng chút một. Ngay lúc thời gian chỉ còn một khắc là bình minh, thì bầu trời đen kịt nặng nề đột nhiên nứt ra một khe hở lộ ra một vệt ánh trăng trắng. Ánh trăng vừa ló một góc thì một vòng trăng sáng xuyên qua màn đêm. Mọi người đều bị kinh ngạc, đặc biệt là mục tộc và bộ tộc Đông Di. Trong hồng hoang quy khư không có nhật, nguyệt, sao trời. Về mặt trăng, nó chỉ tồn tại trong vài câu từ mà tổ tiên để lại, thậm chí có thể nói rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy nó. Những người bộ tộc Đông Di bắt đầu quỳ xuống trước, tiếp theo là người mục tộc và ở một nơi mà tôi không biết tất cả các sinh vật trong hồng hoang quy khư cũng đồng thời quỳ xuống nhìn về ánh trăng sáng giữa đêm hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thì kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt kim nguyệt tằng kinh chiếu cố nhân trường an nhất phiến nguyệt vạn hộ đảo y thanh cử đầu vọng minh nguyệt đê đầu tư cố hương dịch nghĩa người nay không thấy bóng trăng khi xưa trăng nay lại từng soi dọi bóng người cũ trăng sáng mọc trên biển lúc này soi chung cả chân trời một mảnh trăng treo trường an nhà nhà đều nghe tiếng đập áo ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ quê nhà mặt trăng hay còn gọi là băng luân nguyệt quang từ xa xưa đã là biểu tượng cho niềm khao khát và truyền tải cảm xúc của con người không biết đã lưu truyền biết bao nhiêu bài thơ bài văn về nó vòng trăng sáng này tất cả chúng sinh trong quy khư đều có thể nhìn thấy sự xuất hiện của vầng trăng không chỉ gợi lại ký ức của tổ tiên truyền lại mà còn khơi dậy nỗi nhớ trong họ bọn họ bắt đầu nhớ lại dáng vẻ hồng hoang trước đây nhưng mà trang sáng đã ló dạng a lê lại đang ở đâu nếu kết quả của việc phong thần là biến a lê thành mặt trang sáng trong thế giới quy khư chiếu sáng bầu trời đêm thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một kết cục như vậy thứ tôi muốn không phải là một mặt trăng lạnh lẽo kia thứ tôi muốn là a lê sống sờ sờ trước mặt một thiếu nữ đến từ bộ tộc đông di a lê ở đâu tôi hỏi khương tuyết dương im lặng mọi người cũng im lặng bởi vì không ai biết câu trả lời ngay khi trái tim tôi càng lúc càng thắt lại, cờ chiêu hồn trong huyền quan đột nhiên phát ra một giọng nói xa xăm và vô tận, thái cổ nguyệt ma, trở về. chương 569, bái kiến thanh đế 1. M thanh phát ra từ cờ chiên hồn bên trong huyền quan khiến tôi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng tột cùng của Ngạo Phong, tôi bèn đi đến bên cạnh cậu nhóc nhẹ giọng an ủi vài câu, Ngạo Phong, cô bé sắp trở về rồi. Đạo tổ, chuyện đó có thật không? Giọng nói của Ngạo Phong đã có chút khản đặc, ừ được, chỉ cần tỷ ấy quay về là tốt rồi. Ngạo Phong gật đầu thật mạnh, tôi biết cậu ấy đang lo lắng điều gì, nhẹ nhàng cười nói, Ngạo Phong, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, A Lê cho dù quay về cũng là nguyệt thần của ma đạo chúng ta, cậu khỏi lo cô bé sẽ không cần cậu nữa. Ta không có, ta đâu có lo lắng đâu chứ. Dáng vẻ dễ thương của Ngạo Phong, thật khiến người khác hoài niệm về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp. Cách bình minh chỉ còn một khắc, chính tại lúc này, giữa vầng trăng bóng xuất hiện một hình bóng thiếu nữ xinh đẹp. A Lê nhẹ nhàng cưỡi trăng, chậm rãi bay đến. Siêm y trường bào tung bay theo gió, dáng người tựa như quảng hàn tiên tử, kết hợp cùng vầng trăng tỏa sáng dịu dàng, uyển chuyển lay động lòng người. Sau khi A Lê được phong thần, nét thanh thuần non nớt cuối cùng của thiếu nữ đã bị xóa nhòa, tỏa ra ánh dương thần thánh bất diệt, khiến người khác phải kính cẩn cúi người không dám xem nhẹ. Toàn bộ 12 vạn đại quân ma đạo đều chố mắt tròn xoe, thoáng chốc tất cả mọi buồn phiền lo lắng vừa nãy, đã nhanh chóng chuyển thành vui mừng hoan hỉ. Tạ Lan, em gái cậu trưởng thành rồi đó." Khương Tuyết Dương mỉm cười nói. "Ừ, nhớ hồi tôi mới vừa đưa A Lê rời khỏi Huyền Quan Tuyết vực côn lôn, cô bé chỉ là một cô nhóc mới lớn, bây giờ 10 năm trôi qua, A Lê cuối cùng đã thoát kén thành bướm, trở thành một nữ thần hoàn mỹ." Ngước nhìn A Lê đang đứng lơ lửng trên bầu trời, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, cô bé ấy xinh đẹp đến vậy, thánh thiện như thế, thật khiến tôi tự hào. Chứng kiến cô bé trưởng thành từng ngày và có thành tựu như ngày hôm nay, làm tảng đá đè nặng trong lòng tôi đã vơi đi phần nào. Giả sử nếu một ngày nào đó gặp lại mẹ của A Lê, tôi có thể mỉm cười đầy tự hào kể với bà ấy, rằng tôi đã chăm sóc cho A Lê rất chu đáo. Đại quân phía hai đạo nhân tiên cũng có người đang quan sát nguyệt thần A Lê, nhân đạo thì vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng người bên tiên đạo đã tràn ngập cay đắng ngậm ngùi. Bởi vì thuyết vực huyền quan nằm ở Côn Lôn, nói cách khác A Lê vốn dĩ là cơ duyên thuộc riêng về tiên đạo bọn họ. Đáng tiếc thay, Thủ đoạn thâm sâu của đạo tổ ma đạo tôi, đến cả thần quỷ cũng không lường trước được, ngay trước khi cuộc chiến phong thần bùng nổ đã sớm tính toán hết tiên cơ cho ma đạo. Nhớ đến điều đó, tôi lại bắt đầu hoài niệm bóng lưng tiến về phía hư không bên trong quan tài chấn hồn. Tôi không tiếp tục nhìn A Lê nữa, mà hướng về phía hư không xa xôi u tối. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, ma đạo tổ sư đã hóa thành hư không và đồng quy cùng trời đất, không biết ông ấy còn có thể cảm nhận những gì xảy ra với ma đạo bây giờ hay không chặn đường tôi đã đi qua gập gành đầy gian chân cùng chắc trở, may mắn thay, tôi chưa từng từ bỏ hy vọng. Đi trên con đường của ma đạo tổ sư, khiến tôi yên tâm thoải mái. Dưới ánh mắt đăm chiêu của mọi người, A Lê từ từ đáp xuống mặt đất. Cô bé đội mũ quan của Nguyệt Thần, dung mạo tuyệt mỹ tách rời khỏi trần tục, mịn màng như ngọc trai, tản ra khí thức thần thánh trang nghiêm. Người của bộ tộc Đông Di toàn bộ đều kính cẩn quỳ xuống, đôi mắt họ đẫm lệ, đồng thanh hét gọi tên của Nguyệt Thần, Tiếp đó người của một tộc cũng quỳ xuống, chỉ còn mỗi mình thanh đế đứng yên tại chỗ, gương mặt già nua của ông ấy đã rưng rưng nước mắt vì xúc động. Thần chi quy khư hồng hoang sớm đã trở thành truyền thuyết, mà ngay lúc này đây họ đang tận mắt chứng kiến một vị thần minh ra đời. Trong ngàn năm trải dài vô tận, bóng đêm tại quy khư hồng hoang không hề nhìn thấy vầng trăng hay vì sao, mà hôm nay, bởi vì sự ra đời của Nguyệt thần A Lê, trên bầu trời đã xuất hiện thêm một vầng trăng sáng cho chiếu dọi khắp màn đêm. Vầng trăng không biết đã khơi gợi nỗi nhớ quê hương của bao nhiêu người, trong tương lai cũng không biết sẽ được gửi gắm bao nhiêu tâm tư tình cảm. Đêm nay không một ai suy nghĩ về bí ẩn của Quy Khư, hay lo âu về cuộc chiến ngũ quân, Quy Khư hồng hoang đêm nay chỉ thuộc về một mình A Lê. A Lê đáp đất an toàn, thì đi đến chỗ tôi đầu tiên, gióng giạc nói, Nguyệt thần A Lê, bái kiến ma đạo tổ sư. A Lê, nhóc đã trưởng thành rồi, ta thật sự rất hạnh phúc. Vậy từ nay về sau còn có thể gọi huynh là tạ Lan Ca Ca nữa không? trong lòng ta, nhóc mãi mãi là em gái của ta mà. Trò chuyện với tôi xong, A Lê hướng về phía 12 vạn đại quân ma đạo, dùng thần niệm truyền âm, vang đi xa khắp bốn phương tám hướng, lớn giọng nói, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Đây chính là thái độ của A Lê, bất luận cô bé có là ai đi chăng nữa, cô bé vẫn khắc ghi thân phận đệ tử ma đạo của mình. 12 vạn đại quân ma đạo đồng thanh đáp lời cô bé, cờ chiêu hồn chứng giám vận mệnh ma đạo đã bành trướng hơn trước. Sau đó, A Lê hành lễ với Khương Tuyết Dương, cảm tạ công ơn dạy dỗ của ân sư. Sau khi phong thần, A Lê không thể tiếp tục gọi Khương Tuyết Dương là sư phụ nữa, bởi vì không một ai có tư cách trở thành sư phụ của cô bé. Cô bé ngưng tụ thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, thần vị được tôi tấn phong chính là Nguyệt Thần. chương 570, Bái Kiến Thanh Đế 2 Bái Kiến Tuyết Dương xong, A Lê đến trước mặt Thùy Họa, thấy miệng cô bé mấp mé muốn gọi chị dâu, lúc lên tiếng lại đổi sang cái khác, dùng lễ nghi ngang hàng, rồi nói với Thủy Họa, Nguyệt Thần xin chào tử thần các hạ. A à Lê, ta thật vui mừng thay cho nhóc, vậy giờ ta có thể gọi tỷ là chị dâu rồi phải không? Ừ, thần cách của A à Lê và Thùy Họa đều xuất thân từ Thái Cổ, một người là Thái Cổ Thần Giới, người kia là Thái Cổ Minh Giới. Nghĩ đến điều này, tôi bèn nhìn sang Kiêm Hà, trong người Kiêm Hà đang chảy huyết mạch của huyễn ma Thái Cổ Ma Giới, nếu như Kiêm Hà cũng được phong thần, mà đạo ta sẽ đồng thời sở hữu thần minh từ Thái Cổ Tam Giới nhưng mà con đường phong thần của kiêm hà khá gian nan bởi vì thần ma đối địch với kiêm hà thì hóa thành ma dễ dàng hơn phong thần rất nhiều sau khi lần lượt chào hỏi chúng tôi a lê tiến đến chỗ tộc nhân của cô bé đợi khi cùng tộc nhân trò chuyện xong xuôi cô bé mới đến gặp ngạo phong lúc này ngạo phong nhìn có vẻ rất đáng thương bởi vì người a lê đến gặp cuối cùng chính là cậu ấy thậm chí từ đầu đến giờ cô bé còn chẳng hề liếc nhìn cậu ấy một cái ngạo phong ừ Ngạo Phong mở to đôi mắt tròn xoe, thâm tình nhìn A Lê. Thiên thu bắt đầu, giao cung hàn khổ, bất nhã thần tiên đạo lữ, bách niên giang hồ. A Lê nói, lễ phong thần kết thúc, hừng đông chiếu sáng ánh hồng ban mai, vầng trăng trên trời cũng theo đó dần dần lặn mất không còn bóng dáng. Thiên tượng dị thường xảy ra do lễ phong thần của A Lê đã tan biến, để lại sự chấn động không thể ngừng nghỉ trong lòng dân chúng của quy khư, họ chờ đợi giây phút màn đêm buông xuống, chờ đợi thời khắc có thể nhìn thấy vầng trăng rực rỡ ấy một lần nữa. Vầng trăng đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim của dân chúng tại Hồng Hoang, đồng thời cũng là bước tiến thứ hai của Ma Đạo trên con đường chinh phục Hồng Hoang. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi liền hỏi A Lê tình trạng lúc phong thần. A Lê nói ý chí thế giới Quy Khư đã nhúng tay vào việc này. Quy Khư cũng cảm thấy hưu quạnh. Vầng trăng này không chỉ gợi lại nỗi nhớ quê hương gia diết của dân chúng Hồng Hoang, mà cũng chính là tâm tư tình cảm của bản thân Quy Khư. Không thể hóa thành chim đại bàng, kiếp này cá côn mãi mãi chỉ có thể chìm sâu dưới đáy đại dương vĩnh viễn không thể thực hiện được tham vọng bay vút lên trời cao chạm tới vầng trăng. Vì thế Quy Khư mới nhờ cậy A Lê, diễn hóa ra một vầng trăng để cất giữ lại trong thế giới của nó. Phong thần hoàn tất, lúc này sắc trời vẫn còn sớm, đại quân quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại chỗ, Thùy Họa đưa tôi đến gặp Thanh Đế. Lần này tôi quay lại khá vội vàng, vừa về đã bận rộn việc chủ tính kế hoạch giúp A Lê phong thần, nên tôi vẫn chưa có dịp đến bái phỏng hội họp cùng vị lãnh đạo một tộc người đã nổi danh suốt ngàn năm qua, người này ngày xưa là nhân vật đệ nhất chiến lược hồng hoang, tôi chỉ mới nghe nói thanh đế từng được đạo tổ truyền pháp. Tạ Lan, trước khi gặp thanh đế, em muốn nói chuyện của Kiêm Hà với anh trước. Kiêm Hà có chuyện gì vậy? Nhớ lúc Kiêm Hà đỏ hoe mắt nhìn tôi, tôi lập tức hỏi. Anh cứ nghe em kể xong sẽ hiểu thôi. Tiếp theo đó, tôi nghe Thùy Hỏa kể mới biết Kiêm Hà đã gặp phải chuyện gì khi mới vào quy khư, cũng biết được Thùy Hỏa đã trải qua lần niết bàn thứ năm nghe xong tôi mới hiểu vì sao kiêm hà lại đỏ hoe mắt khi nhìn thấy tôi rồi thật không ngờ hiên viên đế người được xưng là vị đế vương anh minh của hồng hoang lại là một gã đê tiện hạ lưu đến thế lỡ như không nhờ a lê dùng một mũi tên thị uy khiến hiên viên đế thất kinh hồn vía lỡ như không nhờ thùy họa sát phạt quyết đoán khí thế vô song đơn độc anh dũng huyết tẩy thành thủ dương thì tôi không dám tưởng tượng kết cục của kiêm hà sẽ thê thảm ra sao tình cảm mặn nồng mà kiêm hà dành cho tôi thà chết không chịu nhục khiến tôi vô cùng cảm động mà Thùy Hỏa vì cô ấy mà phẫn nộ, mặc kệ hiểm nguy dù có phải rơi vào tình cảnh niết bàn lần thứ năm, càng khiến tôi xúc động liên hồi. Mà nguyên nhân dẫn đến mọi việc, chỉ bởi vì lão già hiên viên đế, đam mê tử sắc, ý đồ muốn chiếm đoạt sắc đẹp của kiêm hà. Lửa giận trong lòng tôi như bùng nổ, người có ba điều cấm kỵ, mối thù giết cha, nỗi hận đoạt thê, nỗi đau mất con, nếu như bất kỳ kẻ nào vi phạm đến một trong ba điều trên, đều trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đến giờ tôi mới nghĩ thông vì sao Thủy Họa muốn ma đạo là đội quân chủ lực chính, không chỉ vì đánh tan mối lo ngại của hai đạo nhân tiên, còn bởi vì sự sỉ nhục mà hiên viên đế mang đến cho tôi, bắt buộc ma đạo chúng tôi phải tự tay đòi lại. Năm đó Thái tử Long Vương ở Nam Hải dám nhục mạ phá quân, cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn đó là Long Tộc ở Nam Hải bị xóa tên khỏi tam giới. Hôm nay hiên viên đế biết rõ kiêm hà có tình cảm với tôi, nhưng vẫn bắt cóc cô ấy về tầm cung của ông ta, không rửa sạch nỗi nhục này đạo tâm của tôi không thể tồn tại nữa tôi không trách nhân đạo đứng trơ mắt nhìn thùy họa một mình tiến vào thành nhân đạo tự át có tính toán của nhân đạo nhưng tôi phải cảm tạ ân tình thanh đế đã cứu thùy họa ân tình này còn cao hơn cả núi sâu hơn cả biển nếu không nhờ thanh đế đánh liều cạn kiệt thọ nguyên kéo dài một khoảng thời gian quý báu thì thùy họa không thể an toàn vượt qua kiếp nạn niết bàn nghĩ đến điều này tôi sải bước đi vào giữa đoàn quân mộc tộc khi đến trước mặt thanh đế thì tôi cúi người thật thấp rồi gióng giạc nói với ông ấy tạ lan bái kiến thanh đế bệ hạ. Đạo tổ xin hãy mau đứng dậy, vũ ngưỡng thiều ta nhận không nổi đại lễ của đạo tổ đâu. Thanh đế giật mình trong giây lát, rồi vội vàng giơ tay ra đỡ. Thanh đế, ông tất nhiên có thể nhận đại lễ này của đạo tổ mà. Thùy họa bình tĩnh nói, vũ ngưỡng thiều là đệ tử ma đạo, làm gì có chuyện đệ tử nào đi nhận lễ bái lại của tổ sư chứ? Thanh đế vội vàng nói, bởi vì ông xả thân cứu ta mà, lâm tướng quân là tướng phá quân ma đạo, Ta đã biết cô gặp nạn, tất nhiên phải liều cả tính mạng để trợ giúp rồi, chuyện này đâu đáng để đạo tổ hành đại lễ với ta đâu. Vì ta không chỉ là tướng phá quân ma đạo, mà còn là vợ của anh ấy. Việc Thùy Hỏa và tôi kết hôn, chỉ có những đệ tử ma đạo ở nhân gian biết tường tận mà thôi, chuyện này không được công bố rộng rãi ở quy khư, vì thế thanh đế đến giờ vẫn không hay biết. Chính ngọ ngày thứ hai, sau khi ba bên gửi công hàm, liên quân đạo môn bắt đầu khởi hành dẫn binh đến phía nam núi Bắc Minh chương 571, quyết chiến xa trường 1. Biến cố liên quan tới việc A Lê Phong thần đêm qua, kẻ chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất chính là sĩ khí liên quân nhân tộc của Hiên Viên Đế và Bạch Đế. Vầng trăng tròn trên bầu trời, chỉ cần là sinh linh sống ở quy khư hồng hoang, đều sẽ nảy sinh ra tâm tình đồng cảm. Việc này đối với liên quân nhân tộc không phải điểm báo tốt lành gì cả, bởi vì Nguyệt Thần diễn hóa ra vầng trăng tròn này chính là người của Ma Đạo. Ma Đạo từ nhân gian đến đây, thuộc phạm trù kẻ xâm lược quy khư sắc mặt hiên viên đế khá khó coi nghe đám trinh sát báo cáo việc liên quân đạo môn đã bắt đầu khởi hành dẫn binh đến chân núi phía nam của núi bắc minh khiến ông ta thẹn quá hóa giận nỗi nhục khủng khiếp ở thành thủ dương làm ông ta hận không thể ngay lập tức đem quân đuổi tận giết tuyệt toàn bộ đệ tử ma đạo ra khỏi quy khư mà uy lực đáng sợ của tử thần đã để lại ấn tượng khó phai in sâu trong lòng ông ta thực lực của liên quân đạo môn nếu chỉ dựa vào mỗi thổ tộc và hỏa tộc tất nhiên không thể ngăn cản được bây giờ tuy rằng vẫn chưa nhận được cấp báo khai chiến nhưng hiên viên đế đã gấp gáp mời bạch đế đến nghị sự bàn luận đối sách rồi. Đợi khi bạch đế có tướng mạo tiêu sái anh Tuấn hiện thân, hiên viên đế chưa từng cảm thấy khuôn mặt lạnh nhạt của bạch đế lại thân thiết đến vậy. Hiền đệ, mời ngồi đây, bạch đế còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, hiên viên đế đã nhiệt tình chào đón ông ta rồi. Hiên viên đế bệ hạ lần này triệu kiến ta có chuyện gì hay không? Bạch đế nhàn nhạt nói, liên quân đạo môn đã xuất phát rồi, mục tiêu của bọn chúng có lẽ chính là chúng ta. Tuy rằng hiên viên đế cố tình nói là có lẽ, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án khẳng định. Chỉ là 70 vạn đạo binh từ nhân gian nhỏ nhoi mà thôi, nào có bản lĩnh lay chuyển sức mạnh của 200 vạn dũng sĩ hồng hoang chúng ta cơ chứ, điều này không đáng đặt vào mắt đâu. Bạch đế cao giọng nói, nói thì vậy, nhưng mà đạo binh nhân gian sử dụng pháp thuật thiên biến vạn hóa, tuyệt đối không thể khinh địch được. Ta biết bệ hạ đang lo sợ điều gì, tử thần dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu ngày đó không nhờ thanh đế ra tay can thiệp giúp, thì làm sao thế cục giết thần của bệ hạ lại thất bại được chứ? Bây giờ thanh đế đã không còn uy hiếp gì đến chúng ta nữa, ta và huynh liên minh với nhau, mỗi bên đều phái ra đội quân tinh nhuệ, đừng nói một tử thần nhỏ nhoi kia, kể cả nguyệt thần mới được tấn phong cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được. Hiền đệ nói chí phải, hai huynh đệ chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền có chung kẻ tử thù tại trận chiến núi Bắc Minh, bây giờ chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đối phó chúng, bí ẩn quy khư của bàn xà cốc tạm thời cứ để sang một bên trước đi. Hiên viên đế nói bằng giọng điệu hết sức chân thành. Hay, không phải ta không muốn toàn tâm toàn ý trợ giúp huynh, ta chỉ lo một khi chúng ta khai chiến với liên minh đạo môn, hung thú núi Lưu Ba sẽ thừa cơ hội tấn công bản xà cốc đó. Bạch đế than thở, ý của hiền đệ là sao? Hiên viên đế cao mày thắc mắc, bệ hạ xuất binh ngăn chặn cuộc tiến công của liên quân đạo môn, ta phái quân đoàn Hắc Long tương trợ, ngoài ra binh lực kim tộc sẽ canh giữ nghiêm ngặt núi Lưu Ba. Như vậy cũng được, kiến nghị của bạch đế khiến hiên viên đế bất mãn vô cùng, nhưng tình hình gấp gáp bây giờ không cho phép ông ta nổi nóng. Chiến lược quân đoàn Hắc Long mạnh nhất trong các tộc ở Hồng Hoang, tuy chỉ có 10 vạn người, nhưng họ có khả năng ngăn chặn 30 vạn dũng sĩ Hồng Hoang, điều này đã đủ bày tỏ rõ thành ý của Bạch Đế rồi. Còn về mấy mưu kế trong lòng Bạch Đế, dù hiên viên đế có biết cũng không cách nào vạch trần được, mà ông ta cũng sợ nguyên phượng thiếu nữ sẽ thừa cơ hội phát binh đánh bản xà cốc rồi chiếm lấy tiên cơ. Kết quả mà Bạch Đế muốn nhìn thấy nhất chính là hiên viên đế đánh nhau một trận sống chết với ma đạo, lưỡng bại câu thương, đến lúc ấy bí ẩn quy khư chỉ còn sót lại mỗi nguyên phượng thiếu nữ tranh giành với ông ta mà thôi. Bạch đế tự tin, có thể dựa vào 60 vạn dũng sĩ kim tộc trấn áp hết 10 vạn hung thú tại núi Lưu Ba. Phía nam núi Bắc Minh, sa mạc hoang vu rộng lớn, bão cát nổi lên dữ dội mù mịt. Đợi đến lúc hoàng hôn, liên quân đạo môn đã xuất hiện ở biên giới sa mạc. Bây giờ liên quân đạo môn cách đại quân hiên viên đế chưa tới trăm dặm, hai phe đứng ở hai bên bờ sa mạc. Đây chính là tín hiệu mà hiên viên đế vẫn luôn chờ đợi, liên minh đạo môn dựng trại đóng quân ở đây, rõ ràng muốn quyết một trận sinh tử với hiên viên đế trên sa mạc rộng lớn này. 7.000 binh lực của tộc tương liễu lúc này vẫn luôn được chúng tôi giấu kỹ trong đại quân mộc tộc, không hề bị bại lộ dưới con mắt của đám trinh sát thổ tộc, nếu để đám hiên viên đế, bạch đế phát giác ra việc bàn xà cốc đã trở thành vực đáy giống tuếch, thì trận chiến này chắc chắn không thể đánh thắng được. Mà lý do chúng tôi giành quyền khai chiến trước, chính bởi vì muốn che giấu việc này, che đậy chân tướng liên quan đến quy khư đã bị tiết lộ ở núi Bất Chu. Không chỉ lừa gạt bọn chúng, ngay cả tạ Lưu Vân và mộ dung Nguyên Duệ đến giờ này vẫn còn chưa hay biết gì. chương 572, Quyết chiến xa trường 2. Lúc này đây, tổng binh lực của liên quân hiên viên đế và Sích đế tập hợp được 140 vạn người, cộng thêm 10 vạn binh đoàn Hắc Long, 150 vạn đại quân chiến đấu với 70 vạn đại quân của liên minh đạo môn, chỉ xét về số lượng người, vừa hay gấp đôi binh lực của liên quân đạo môn. Chiến đấu với một đội quân có quy mô tầm cỡ này, thử thách đề ra không chỉ là về số lượng chiến tướng đỉnh phong, còn yêu cầu cao về kỹ thuật chỉ huy quân sự tinh nhuệ. Hiên viên đế tài trí kiệt xuất, xích đế bày mưu tính kế, chỉ riêng hai kẻ này đã đủ kiểm soát toàn bộ đội quân, mà tướng quân giả dạ tập chỉ huy quân đoàn Hắc Long cũng là một vị tướng hung bạo, ba kẻ này đều đạt được chiến lược thiên tôn. Còn có đại tế tư thủ tịch, đệ nhất thần tướng của hỏa tộc Liệt Thành, đều sở hữu chiến lược thiên tôn. Con cháu của hiên viên đế, con cháu của xích đế, những người là chiến tướng đỉnh cấp đều nhiều vô số kể, dũng sĩ đạt đến cấp độ vương giả với chiến lực nửa bước thiên tôn có khoảng 300 người. Hiên viên đế, xích đế, cộng thêm quân đoàn hắc Long không chỉ hơn liên quân đạo môn về số lượng, chiến tướng đỉnh phong cũng nhiều hơn liên quân đạo môn gấp 3 lần. Trận chiến này, nếu như đánh trực diện, thì áp lực mà liên quân đạo môn phải gánh chịu là cực kỳ nặng nề, khó trách mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vẫn cứ mãi chần chừ không hạ quyết tâm, khơi mào trận chiến ngũ quân. Đứng ở biên giới sa mạc, nhìn về phía sa mạc rộng lớn, tâm trạng của tôi khá nặng nề. Một cuộc tấn công sẽ khiến nơi đây máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu xương cốt sẽ ngã xuống ở trận chiến khốc liệt này. Từ khi rời khỏi hàn hoang, ma đạo liên tiếp xảy ra chiến sự, loạn lạc giã tiên, cuộc chiến âm sơn, vô số đệ tử ma đạo đã hy sinh nơi xa trường. Mới đầu ma đạo dẫn 10 vạn vong hồn công đánh âm sơn, cuối cùng chỉ sót lại một vạn, một phần 10 so với quân số ban đầu, đệ tử người âm còn thê thảm hơn nữa số lượng chỉ còn một ngàn người. Hồ tộc Thanh Khâu ngoài hai ngàn quân bảo vệ Sơn Hải quan ra, toàn bộ hầu như đều hy sinh cả rồi. Hôm nay mà đạo tôi tái kết được 12 vạn đại quân ở Quy Khư, lần này tôi quyết tâm không để bi kịch tái diễn thêm một lần nào nữa. Đâu chỉ mình tôi nghĩ vậy, Thùy Họa và Tuyết Dương cũng thế. Giả sử kết cục vẫn thảm khốc như trước, thì tôi thật sự không thể tiếp tục gồng gánh trách nhiệm của cờ chiêu hồn nữa. Đại quân đã tập kết xong xuôi, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đến quân doanh Ma đạo tham gia bàn luận buổi nghị sự cuối cùng. Sau đó đúc kết được phương án chiến đấu chính là: Nhân đạo tiếp cận và đối phó đại quân Hỏa tộc của Xích Đế, Tiên đạo phụ trách chiến đấu với quân đoàn Hắc Long, toàn bộ đại quân thổ tộc giao cho Ma đạo tôi xử lý. Ma đạo chỉ có 12 vạn binh, đối kháng với trăm vạn đại quân thổ tộc sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ, nếu như cần hỗ trợ, Nhân đạo ta có thể phái ra một đội quân phối hợp tấn công. Tạ Lưu Vân suy nghĩ một hồi rồi nói: Lời này của hắn nghe khá chân thành, tất nhiên cũng có tính toán của riêng hắn. Cái mà Nhân đạo nhắm đến là linh hồn cung công, khó tránh khỏi việc nhờ cậy sự giúp đỡ của Ma đạo, nếu lúc này hắn không thể hiện chút thành ý, một khi Ma đạo kết thân với Tiên đạo, Nhân đạo rất có khả năng phải quay về tay không. Tạ Lưu Vân nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ lập tức đưa ra ý kiến, Tiên đạo bằng lòng san sẻ gánh nặng giúp Ma đạo. Hiên Viên Đế và Ma đạo bọn ta có chuyện cũ chưa giải quyết được, mối thù này không cần hai vị nhúng tay vào đâu. Thùy Họa nói, sự giúp đỡ của hai đạo nhân tiên chỉ mang tính hình thức, đến khi vào trận chiến thật sự, chẳng thể mong chờ bọn họ có thể giúp bao nhiêu sức lực, không bằng ma đạo tự mình lập công ở quy khư, chinh phục lòng dân vạn tộc hồng hoang. Mà sau khi rời khỏi quy khư, tam đạo sẽ không còn bất kỳ mối liên quan gì hết, nếu đã như vậy, cần gì phải nợ họ tình nghĩa cơ chứ. Điều quan trọng nhất chính là, chúng tôi có niềm tin bản thân đủ khả năng lấy ít thắng nhiều ở trận chiến này. Ma đạo có bốn vị chiến lược thiên tôn chấn giữ, mỗi người đều có dũng khí liều chết không lùi, trong đó một mình Thùy Hỏa đã có thể chiến đấu với 10 vạn đại quân, không kẻ nào dám xông lên đối phó với tử thần. Thực lực kiêm hà tuy yếu nhất, 12 huyễn ảnh phân thân đều có thể bù đắp cho điểm yếu chiến lực, rất thích hợp chinh chiến trên xa trường. A Lê không giỏi cách đánh chém giết hàng loạt, nhưng nguyệt thần chi tiến của cô bé có thể uy hiếp dũng sĩ đẳng cấp vương giả của thổ tộc. Sau khi A Lê được phong thần, thậm chí có thể đe dọa đến hiên viên đế và đại tế tư thủ tịch, trình độ chỉ kém một chút đã có thể kế thừa cái ghế trí cường thiên tôn của Thùy Họa rồi. Trận chiến này lại là trận chiến đầu tiên sau khi A Lê Phong Thần có thể đưa danh tiếng Nguyệt Thần lan rộng khắp hồng hoang hay không, phải xem cô bé sẽ giết được bao nhiêu dũng sĩ vương giả đấy. Còn về chiến lực của tôi, mà kiếm ngự long quyết triệu hồi ra lục long tế xuất đều sở hữu chiến lực thiên tôn, ngoài điều này ra, tôi dựa vào ma kiếm áo nghĩa lĩnh ngộ được từ kiếm anh hùng, bản thân đã có được chiến lực thiên tôn. Trong biển Bắc Minh giết được cốt xa, giúp tôi lại nắm vững vài phần kỳ diệu trong kiếm hải nếu phát huy được toàn lực chiến lực của tôi có lẽ vẫn chưa thể sánh ngang với thủy họa bây giờ nhưng mà quy mô sát thương tạo ra trên chiến trường nhất định không thua kém thủy họa sức mạnh thủy họa nằm ở việc càng chiến đấu sẽ càng dũng mãnh thiện chiến không gì ngăn cản được mà ma kiếm của tôi lại dễ dàng tạo ra sát thương lớn hơn hồn chi bi thương của cô ấy kiếm khí thỏa sức tung hoành ba vạn lý một kiếm tỏa sáng thập cửu châu mà đạo tổ sư đã dùng kiếm vô danh trong tay ông ấy kiểm chứng câu nói này, mà kiếm uyển chuyển mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến cảnh giới sát tính tung trời, kết hợp với thất sát đại đạo, khiến thế gian đảo loạn, gánh lấy sát nghiệp nặng nề. Năm đó sát phá Lam Tam Tinh, đạo tổ đã không thể tham chiến ở giai đoạn sau, chính bởi vì sát nghiệp quá nặng. Ông ấy thản nhiên chịu chết, ngoài lo lắng thiên đạo sẽ đổi tận giết tuyệt ma đạo vì ông ấy, còn vì sát nghiệp mà ông ấy gây nên quá nặng nề nếu không phải trong đạo tàng xóa đi những ghi chép về ma đạo tổ sư, hậu thế ắt sẽ hiểu rõ, trong cả trận chiến phong thần, kẻ một mình đơn phương độc mã giết nhiều người nhất không phải phá quân hộ pháp thiên tôn, cũng chẳng phải chiến thần cử thiên huyền nữ, mà chính là ma đạo tổ sư. chương 573, đối mặt trực tiếp với sát lục 1. Hoàng hôn đã qua, màn đêm giáng xuống, trên bầu trời đen kịt đó, ánh trăng từ từ nhô lên từ phía đông. Liên quân đạo môn bày bố giàn trận đến nửa đêm thì bắt đầu tiến vào xa hải, chậm rãi hướng về phía hiên viên đế, xích đế và đoàn quân Hắc Long. Đại quân hành quân vào ban đêm, tĩnh lặng yên ắng, bước chân chậm chậm mà nặng nề. Muốn đánh thì đánh dạ chiến tức là chiến đấu vào ban đêm, bởi vì ánh trăng trên bầu trời có liên quan đến A Lê, có thể tăng thêm vô tận dũng khí cho đệ tử ma đạo, đồng thời cũng có thể tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ cho đội quân của hiên viên đế. So sánh với ngày hôm qua, ánh trăng đêm nay mất đi mấy phần dịu dàng lại tăng thêm vài phần lạnh lùng chiếu lên xa hải trông vô cùng ảm đạm xa hải trầm mặc đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy được sau khi âm thầm hành quân hai canh giờ thùy họa đi phía trước liền dừng bước chân phá quân vị tướng chinh chiến sát phạt không có ai có thể dễ dàng cảm nhận được sát khí quân uy hơn cô ấy thùy họa dừng bước chân liên quân đạo môn cũng lập tức đứng tại chỗ trở lệnh bày bố giản trận một lần nữa hai đạo nhân tiên lần lượt rút pháp kiếm ra tăng thêm bùa chú thần thông cho bản thân kích hoạt ký hiệu pháp trận phía trên Cao thủ đạo môn lần lượt xếp hàng phía trước trận pháp, đệ tử đạo môn phía sau thì dựa theo trận pháp mà đứng vào những vị trí khác nhau. Trận quyết chiến của đạo môn và Dũng sĩ Hồng Hoang, ưu thế rõ nhất là ở việc dùng thuật pháp thần thông để chiến đấu tầm xa, nếu như đánh cận chiến thì ưu thế liền biến thành bất lợi. Bên Ma đạo, 10 vạn đại quân tộc Mộc đã nâng lên đao kiếm, bộ tộc Đông Di cũng đã cài tên lên cung. Bên Ma đạo ngoại trừ Khương Tuyết Dương và Thanh Đế thì hầu như không có một ai dùng thuật pháp, cũng không có trận pháp có thể dùng đều là binh lính thuần cận chiến. Kết cấu quân lực cực kỳ đơn giản, chính là các vị chiến tướng tự dẫn đội ngũ của mình, dựa theo tình huống thiên biến vạn hóa trên chiến trường mà thay đổi lực độ công kích. Tôi và Thùy Hỏa cùng đứng phía trước, A Lê đứng trên lưng ngạo phong đã lần nữa hiển hóa ra thân thể tổ long, là chiến tướng đảm nhận nhiệm vụ trinh sát cũng như kiềm chế chiến tướng tinh nhuệ của địch trên không. Bên trái là Kiêm Hà, đại tù trưởng tộc Mộc thống lĩnh hơn 10 vị chiến tướng tộc Mộc và 5 vạn đại quân tộc Mộc. Bên phải là Thanh Đế, sát thần lâm thanh thủy, bạch vô nhai thống lĩnh hơn 10 vị chiến tướng tộc mộc và 5 vạn đại quân tộc mộc. Chính giữa, Khương Tuyết Dương và tộc trưởng bộ tộc Đông Di dẫn dắt đại quân một vạn xạ thủ. Liễu Chi Nhung và đại quân 7.000 người tộc tương Liễu thì ẩn nấp ở phía sau bộ tộc Đông Di, họ sẽ không xông ra trận ngay lập tức, đợi đến khi trận chiến bộc phát toàn diện thì họ mới chính thức tham chiến. Đến lúc đó, cho dù chân tướng việc bàn xà cốc đã chống không lộ ra thì hiên viên đế cũng không thể dứt khỏi trận chiến này được. Còn có một chuyện nữa, một khi chân tướng ở bàn xà cốc lộ ra, nguyên phượng thiếu nữ và bạch đế nhất định sẽ ngay lập tức tiến về bàn xà cốc để tranh đoạt bí mật của quy khư. Có lẽ trong lúc chúng tôi quyết chiến với hiên viên đế thì hai phe bọn họ cũng sẽ khơi dậy chiến hỏa. Đến lúc đó, trận chiến ngũ quân xem như hoàn toàn phát động, đây chính là kết quả cuối cùng mà Khương Tuyết Dương mong muốn nhìn thấy nhất sau khi bỏ bao công sức ra tính toán. Nếu không thì một khi để lộ ra việc anh hùng chi kiếm đang ở trong tay tôi và bí mật của quy khư không nằm ở bàn xà cốc, đến lúc đó ma đạo tôi sẽ trở thành kẻ địch của cả quy khư. Thậm chí hai đạo nhân, tiên có thể vì không có được thứ mình muốn mà lật mặt cho ma đạo một kích trí mạng bất cứ lúc nào bởi vì tốc độ trưởng thành của ma đạo ở quy khư đã khiến họ không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi không hề hoài nghi việc tạ Lưu Vân sẽ có quyết tâm này, bởi vì đợi sau khi chúng tôi ra khỏi quy khư, thời đại mạt Pháp nhất định sẽ kết thúc, nhân đạo không cần phải cố kỵ quá nhiều. Còn mộ dung nguyên rời có xuống tay với ma đạo hay không thì tôi tin cô ấy nhất định sẽ làm vậy cô ấy đã đạt đến thiên tôn, chắc rằng dây nhân duyên của tôi và cô ấy cũng đã bị cô ấy cắt đứt rồi, sát phạt quyết đoán là điểm đặc trưng của đạo chiến thần, cô ấy là tiên đạo tổ sư tương lai lại càng không thể trầm mê trong nhi nữ tình trường. 20 giảm phía trước, quân đoàn hắc Long ở bên trái, đại quân xích đế ở bên phải. Thùy họa lớn tiếng nói sau khi cẩn thận cảm giác, lời của cô ấy lập tức truyền đến bên trong trận doanh của hai đạo nhân, tiên, nhắc đến cũng thật là trùng hợp, tiên đạo vừa hay ở bên phải của ma đạo, nhân đạo ở bên trái, đến đội ngũ cũng không cần điều chỉnh, chỉ cần thu trận hình nhỏ lại là đã hoàn tất bố trí. chương 574, đối mặt trực tiếp với sát lục 2. Xa hải rộng trăm dặm, liên quân đạo môn đã đi qua hơn một nửa, hiện tại chúng tôi không cần thiết phải tiến thêm về phía trước nữa, chỉ đợi ba bên hiên viên đế, xích đế và quân đoàn hắc Long hiện thân. Áp lực của hai đạo nhân, tiên rất nhỏ, đặc biệt là tiên đạo, quân đoàn hắc Long chỉ có 10 vạn binh. Họ hoàn toàn có thể phát ra hiệu quả đàn áp. Nhưng mà, tôi nghĩ hiên viên viên đế sẽ không để tiên đạo lấy nhiều địch ít đâu, nhất định sẽ phái binh trợ giúp, nếu không hắn dừng dưng nhìn quân đoàn hắc Long toàn bộ bị diệt thì sẽ không thể giải thích được với bạch đế. Sự chờ đợi trong an tính, sĩ khí của liên quân đạo môn ngày một dâng lên. Hồng hoang quy khư không biết đã bao lâu không xuất hiện đại chiến, rất nhiều người cả đời đều chưa từng bước lên xa trường, đặc biệt là tộc mộc của thanh đế, thiên tính trời sinh của tộc mộc là không thích tranh giành với đời. Trước khi gia nhập Ma đạo, bọn họ thậm chí chưa từng sinh ra sát niệm với đồng loại. Đây là một đại quân nhân từ, lần đầu tiên đối diện với chiến trường thấm đẫm máu tươi. Giáo lý Ma đạo là bởi vì chúng sinh bình đẳng, vậy mà từ lúc mà nó xuất hiện đến nay vẫn luôn không ngừng xuất hiện chiến tranh, tôi cũng đã từng vì điều này mà sinh ra nghi hoặc và dao động, nhưng sau đó lại nghĩ thông rồi. Chúng ta chiến đấu vì điều gì? Khói lửa chiến tranh vì sao lại nổi lên, lá mùa thu vì sao lại rơi? Thiên tính bất khả đoạt ngô bối tâm trung diệt hữu hoặc. Tức là bản tính trời sinh không thể bị đoạt đi, trong lòng mỗi chúng ta đều sẽ có nghi hoặc. Nộ quyền vi thủy ác, tức là nấm đấm phẫn nộ nâng lên vì ai. Hộ quốc an bang trừng gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Tức là bảo vệ hòa bình, an ninh quốc gia, từ gian diệt ác, thuận theo đạo và pháp luật, diệt trừ tâm ma. Chiến vô hữu nhi hoặc bất tức, ngô bối hà dĩ vi chiến. Tức là chiến đấu không ngừng nghỉ hay lâm vào vô tận nghi hoặc mơ hồ, chúng ta tại sao lại chiến đấu? Không có chiến đấu thì sẽ không có hòa bình, thiên đạo lấy tam giới làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, khởi xướng trận chiến phong thần để ba đạo tranh phong, chỉ cần ba đạo vẫn còn thì chiến hỏa sẽ không bao giờ ngừng nghỉ. Quy Khư tuy rằng lớn, nhưng cũng chỉ là một góc thế giới, nhân gian mới là chiến trường chính để ba đạo tranh phong, mà việc hiện tại chúng tôi làm là để chuẩn bị sẵn chủ cột cho trận chiến phong thần trong tương lai. Về phần liên lụy đến tộc Mộc và bộ tộc Đông Di gia nhập vào màn gió tanh mưa máu điều này không phải những gì tôi mong muốn nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu không dựa vào lực lượng của 7 người ma đạo, nhất định sẽ phụ cơ duyên mà ma đạo tổ sư để lại ở quy khư 3.000 năm trước. Huống hồ, quy khư xuất thế, khí số của vạn tộc lại được làm mới lần nữa, cho dù ma đạo không đến ứng kiếp thì họ cũng sẽ bị chiến hỏa ảnh hưởng. Tôi rút ra anh hùng chi kiếm, dùng chiến tranh để kết thúc chiến tranh, mục đích là để vạn tộc quy khư thoát khỏi lần hảo kiếp này, xây dựng lại cho họ một nơi gọi là nhà mới thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp tim tôi càng đập càng căng thẳng không muốn lập lại bị kịch trận chiến âm sơn khi đánh xong quân lính còn lại không đến một phần mười thì những người có cấp bậc cao chúng tôi phải chống được sự sát phạt của vạn quân giết ra một đường máu chém sạch mũi nhọn của đế tuấn ngọn lửa trong mắt thủy hỏa càng cháy càng lớn mái tóc tung bay theo gió bỗng nhiên lông mày cô ấy khẽ động trầm giọng nói tạ lan hiện tại anh có thể sử dụng ma kiếm rồi còn cách bao xa tôi hỏi năm dặm đã bắt đầu tăng tốc, nói xong câu này, Thủy Hỏa rút hồn chi bi thương ra, đao quang màu bích lam chiếu lên gương mặt tử thần, khiến nó càng thêm lạnh lùng băng lãnh, sát ý thấu xương. Tôi bắt đầu dùng anh hùng chi kiếm niên cuồng phóng thích kiếm khí lưu hình, hiện tại tôi có thể phóng thích ra kiếm khí lưu hình của Ma kiếm Ngự Long quyết để triệu hồi 6 con cự long bất cứ lúc nào, còn những kiếm khí lưu hình thừa ra thì bị tôi vùi lấp vào bên trong sa hải cách 50 trượng phía trước, biến xa hải thành kiếm hải. Với thần niệm hiện tại của tôi có thể sử dụng ma kiếm Ngự Long Quyết nhiều lần, chỉ là kiếm khí Cự Long có tính chất đặc biệt, không thể tồn tại hai con cự long có chung thuộc tính trong cùng một lúc, điểm này đã giới hạn sự phát triển sức mạnh của tôi một cách nghiêm trọng. Mà tôi cũng bởi vì nhìn thấu được khuyết điểm này mới chuyên tâm nghiên cứu lực lượng của ma kiếm không mượn nhờ ngoại lực nữa. A à, Lê hiện tại cũng đã mất đi thần tính ôn nhu của Nguyệt Thần, sóng đen cuồn cuộn trong con ngươi to sáng, sau đó đôi mắt to tròn hoàn toàn biến thành màu đen. Sau khi phong thần thành công, A Lê đã hoàn toàn có được thần tính cả hai mặt của Thái Cổ Nguyệt Ma, trạng thái Nguyệt Thần có thể ban xuống ánh trăng chúc phúc chữa trị thần hồn, trạng thái Nguyệt Ma lại có thể thi triển một mặt giết chóc tàn khốc, cũng khiến mũi tên của em ấy càng có uy lực hơn. A Lê thay Nguyệt Bố Trường bào ra, mặc lại bộ thanh vũ giáp trước đó của em ấy. Giờ phút này tay em ấy kéo cung cổ cốt, trên cung đang cài một mũi tên tiên vũ khánh linh, đôi mắt ưng mở ra, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cát bụi mù mịt phía trước. Cát bụi phía trước mới đầu chỉ nổi lên gió cát, tiếp đó là cát bụi cuồn cuộn lên như gió lốc. Đại quân của hiên viên đế cuối cùng cũng đến rồi, phát động đòn tập kích vô cùng uy mãnh. Tây phong lãnh, bắc phong hàn, nam phong liệt. Khương Tuyết Dương ở giữa đội ngũ bắt đầu niệm chú ngữ, thêm các loại phong thần chúc phúc khác nhau cho chiến tướng ma đạo tôi. Trong tiếng niệm chú của cô ấy, cát bụi phía trước bay vút lên trời, 150 vạn đại quân của hiên viên đế, xích đế và quân đoàn Hắc Long ập về phía chúng tôi khí thế như muốn rời núi lấp biển. Giữa đầy trời bão cát, Thùy Họa đứng sừng sững bất động, thay tôi chắn trùng kích của sát khí quân uy. Tôi tạm thời ẩn mình ở phía sau, yên lặng chờ đợi quân tiên phong của tộc thổ rơi vào tử địa xa hải do kiếm khí lưu hình tạo thành. Trăm trượng, tám mươi trượng, năm mươi trượng, đợi sau khi chẳng chỉ dậm dạp quân địch đi vào phạm vi năm mươi trượng trước mặt tôi, hai tay tôi cầm lấy anh hùng chi kiếm cắm xuống mặt đất, đọc lớn lên kiếm nghĩa của ma kiếm, quỷ thần minh minh, tự thư tự lượng, sát. chương 575, Huyết Hải Dương Sạc 1 kiếm khí lưu hình của tôi đều được ẩn giấu bên dưới biển cát, hiện tại phạm vi 50 trượng trước mặt tôi đã có hơn vạn dũng sĩ tộc thổ. Bọn họ đằng đằng sát khí chen nhau tiến lên, tay cầm vũ khí, trên mặt tràn đầy sự kiên định, quyết tâm và sự dũng mãnh thấy chết không sơn. Khi bắt đầu công kích, họ liền bộc phát ra khí tiên tiên mậu thổ trên người kết hợp với cát vàng. Sa hải trong ngũ hành thì thuộc về thổ, nguyên nhân hiên viên đế chịu đối đầu với chúng tôi ở đây là vì các dũng sĩ tộc thổ có thể chiếm ưu thế về địa lợi. Trăng treo trên cao, mà đạo chọn giả dạ chiến đã có ưu thế về thiên thời, quyết chiến ở Sa hải thì tộc thổ lại chiếm địa lợi. Nếu như để cho hơn một vạn đại quân tộc thổ này tiến vào trong trận doanh của đại quân ma đạo tôi, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Khí tiên thiên mậu thổ do Sa hải cung cấp chẳng khác nào khoác thêm cho họ một bộ hộ giáp có phòng ngự kiên cố nhất, còn có công pháp huyết mạch thái cổ thần ma mà dũng sĩ tộc thổ tu hành lại đập cùng một nhịp với mậu thổ. Không chỉ có lực phòng ngự tăng lên mà lực công kích cũng tăng lên trên diện rộng. Trong huyết mạch của nhân loại ở Hồng Hoang đều có phong ấn ý chí của Thái cổ thần ma, công pháp mà họ tu hành cũng là lĩnh ngộ ra từ ý chí của Thái cổ thần ma. Giống như bộ tộc Đông Di có xả thuật thiên hạ vô song, chính là truyền thừa đến từ ý chí của Thái cổ nguyệt ma. Trong huyết mạch của tộc thổ phong ấn lực lượng ý chí của Thái cổ thổ thần. Đáng tiếc là, đáng tiếc là lúc đấy hậu thổ nương nương đã hấp thụ đi một phần lực lượng ý chí của Thái cổ thổ thần trong huyết mạch của họ để ngưng tụ thần cách, việc này dẫn đến lực lượng huyết mạch của tộc thổ không được mạnh. Về sau vì để bù đắp cho khuyết điểm này, hậu thổ nương nương ban cho tộc thổ khí tiên thiên mậu thổ để phòng thân. Không chỉ có tộc thổ mà bốn đại tộc khác của nhân loại cũng không khác mấy. Hiện tại, đối mặt với hơn một vạn quân tiên phong của tộc thổ đằng đằng sát khí kéo đến, tôi niệm lên tám chữ mà ma đạo khắc lên bia thất sát, chữ sát vừa dứt, vô vàn kiếm khí lưu hình bạo phát bay lên không trung từ trong biển cát. Kiếm khí lưu hình cấp bậc thiên tôn phải uy phong đến mức nào, đừng nói đến thân thể bằng xương thịt của người thường, cho dù là đạo thể của thiên tôn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Cũng bởi vì quá mức sắc bén, không gì là không thể cắt đứt, vậy nên nháy mắt khi kiếm khí lưu hình bạo phát thì bước chân của các dũng sĩ tộc thổ cũng không hề chậm đi một chút nào. Thậm chí biểu cảm trên mặt họ cũng không hề thay đổi, sát khí vẫn hừng hực như cũ. Khi kiếm khí lưu hình của tôi nhẹ nhàng xé rách khí tiên thiên mậu thổ trên người họ, cắt đứt sinh cơ của họ thì họ mới bị sự lạnh lẽo của cái chết đánh thức khỏi giấc mộng. Đáng tiếc họ tỉnh dậy quá muộn rồi, không kịp phát ra tiếng kêu đau, thậm chí còn không kịp thay đổi biểu cảm, gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc tràn đầy sát ý ấy. Một bước trước đó khí thế vẫn còn như lang như hổ muốn nhai núi nuốt biển, một bước sau mưa máu bay đầy trời màu máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Đối mặt với biển cát đỏ tươi như máu, đội quân tộc thổ phía sau đột ngột dừng lại, dừng lại phía ngoài phạm vi 50 trượng, cái chết trong chớp mắt của hơn một vạn dũng sĩ tiên phong như một xô nước lạnh xối thẳng lên đầu họ. Dũng sĩ bình thường không thể cảm nhận được sát cơ của kiếm khí lưu hình, nhưng những dũng sĩ cấp bậc vương giả rất nhanh đã nhận ra biển cát trước mắt đã không còn tồn tại kiếm khí lưu hình, nên lại hạ lệnh tấn công một lần nữa. Không đợi họ đến gần, 6 con kiếm khí cự long của tôi đã vượt qua biển sát, chủ động hướng về phía đại quân tộc thổ phát động công kích. Đáng tiếc là, lực hủy diệt của kiếm khí cự long không khác biệt, quyết tuyệt như kiếm hải, 6 con rồng xuất hiện đều có chiến lược thiên tôn, nếu như chiến đấu đơn lẻ thì chiến lược thể hiện ra sẽ vô cùng yếu đuối, Huống chi bên trong tộc thổ không thiếu dũng sĩ diệt rồng cấp bậc vương giả. Sáu con rồng sau khi xuất hiện khiến hàng ngàn người tử vong thì liền lần lượt bị diệt. thấy vậy, sĩ khí của đại quân tộc thổ tăng vọt, vạn quân cùng hò hét, lực lượng công kích mạnh mẽ của quân uy khiến ngũ cảm lục giác của tôi hỗn loạn bất an. A Lê ở trên không trung không ngừng ra tay, tôi tiếp tục gọi ra sáu con kiếm khí cự long, đồng thời trong khoảng cách mà kiếm khí cự long tồn tại lại dùng anh hùng chi kiếm bạo phát ra áo nghĩa của ma kiếm, kiếm khí cuồng cuồng kích phát ra liền không thể thu hồi. Cuối cùng, khi mà đội quân tộc thổ lại tổn thất thêm hai vạn quân thì đại quân của họ lại xuất hiện trước mắt chúng tôi lần nữa. Tạ Lan, đủ rồi. Thùy Họa nãy giờ vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên mở lời. A Lê, rút, tôi gọi A Lê nhanh chóng lùi lại, rồi ở phía sau nhìn Thùy Họa bị đại quân tộc thổ bao phủ như Thủy Triều. Lần công kích này là 10 vạn quân tiên phong của tộc thổ, bị kiếm khí lưu hình tôi giấu trong biển cắt giết hết một vạn, về sau bị ma kiếm ngự long quyết của tôi và nguyệt thần chi tiến của A Lê giết thêm hai vạn nữa, hiện tại còn lại 7 vạn. chương 576, Huyết Hải Dương xa 2. Sau khi tắm máu thành thủ dương, không một ai ở hồng hoang quy khư không biết đến danh tiếng của tử thần, nhìn thấy tử thần lẻ loi một mình, bọn họ liền quên mất ám ảnh mà tử thần để lại, quên mất sợ hãi, toàn bộ gào thét dữ tợn lao về phía thủy họa. Có vài nỗi nhục, chỉ có thể dùng máu tươi để rửa bảy vạn quân tiên phong mang theo sát khí sung thiên bao vây lấy thủy họa giữa biển người minh mông thân ảnh quật cường của cô ấy trông vô cùng đơn bạc lại kiêu ngạo bất tuân đến thế nếu như ví bảy vạn quân tiên phong này như một trận đại hồng thủy thì thủy họa chính là viên đá kiên cường cứng đầu ở giữa trận hồng thủy vậy anh lan chị dâu có gánh được không a à, lê căng thẳng hỏi tôi anh tin cô ấy có thể tôi vừa nói câu này xong liền nhìn thấy thủy họa thét to một tiếng giữa biển người âm thanh chấn động tứ phương tám hướng lợi nhận sát lục sinh mệnh lực lượng trọng sáng thần hồn. Nghĩa là lưỡi đao sắc bén đoạt đi sinh mệnh, lực lượng sáng tạo ra thần hồn mới. Dứt lời, lấy cô ấy làm trung tâm xung quanh bắt đầu bạc phát ra khí đen, khí đen cuồn cuộn, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Đây là áo nghĩa mạnh nhất mà thủy họa lĩnh ngộ từ tử thần, bạo nổ hồn năng. Khí đen nuốt lấy biển người, nhất thời không biết bao nhiêu người đã bị khí đen nuốt chừng, tiếng kêu la, than khóc, gào thét vang trời. Chỉ cần là những dũng sĩ tộc thổ bị khí đen lan đến gần, không một ngoại lệ, tất cả đều bị trọng thương không thể chữa lành, không chỉ thân thể họ tổn thương mà còn có cả thần hồn. Mà dũng sĩ si tộc thổ trong phạm vi cách thủy hỏa 30 trượng căn bản không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào đã bị bạo nổ hồn năng của tử thần trực tiếp thu hoạch sinh mệnh. Đợi đến khi khí đen tan hết, ước chừng phải có hơn một vạn dũng sĩ si tộc thổ thiệt mạng, hơn 5 vạn dũng sĩ si còn lại có gần hai vạn đã bị khí đen làm trọng thương, dù nhiều hay ít thì hiện tại đã không còn sức chiến đấu nữa. Đây chính là tướng phá quân của ma đạo tôi, phá quân, cái bị phá chính là nhuệ khí của quân địch. Có phá quân ở đây, ai dám tiên phong? Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát. Tranh thủ lúc đại quân của hiên viên đế vẫn chưa đuổi đến, Thùy Họa nâng đao chỉ về phía quân tiên phong đã không còn một chút chiến nào của tộc thổ, hạ lệnh tấn công. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát. Phía trước đại quân cánh trái của Ma đạo, Kiêm Hà hét to một tiếng. Sau đó, năm vạn đại quân tộc mục núi tiếp, Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, sát phía trước đại quân cánh phải của ma đạo, sát thần lâm thanh thủy cũng hét lên đáp lại đầu tiên, cùng bạch vô nhai dẫn theo năm vạn đại quân tộc mục giết thẳng về phía trước. Chính giữa, tôi triệu hồi 6 con kiếm khí cự long một lần nữa, cùng với thủy hỏa và a lê sông về phía trước giết địch, khương tuyết dương dẫn theo một vạn xả thủ bộ tộc đông di theo sát phía sau. 12 đại quân của ma đạo chia thành ba đạo quân cùng lúc tiến về phía trước, đồng thời tiến hành vây quét năm vạn đại quân còn lại của tộc thổ. Đợi đến khi đội quân tiếp theo của tộc thổ đuổi đến tiền tuyến, để lại cho họ chỉ còn thi thể của 10 vạn quân tiên phong vẫn còn chưa lạnh, mà đệ tử ma đạo tôi gần như không chút thương vong lui về phía sau biển cát nhuộm máu. Nhìn biển cát trước mặt bị máu tươi của 10 vạn dũng sĩ tộc thổ nhuộm đỏ, mặt của hiên viên đế âm trầm đến mức sắp đóng băng. Vốn dĩ hắn cho rằng, chỉ dựa vào 10 vạn quân tiên phong tinh nhuệ nhất của tộc thổ thì cho dù không thể phân định ra thắng thua thì nhất định cũng có thể phá nát phòng tuyết của ma đạo, đến lúc đại quân dồn lên, lấy ưu thế về binh lực liền có thể quét sạch toàn quân ma đạo. Nào có ngờ đến, mà đạo chỉ có 12 vạn người lại có tốc độ giết chóc mạnh mẽ đến mức cứ như là kỳ thích. Dù là kiếm hải của tôi hay là bạo nổ hồn năng của Thùy Họa, đối với vạn tộc của Hồng Hoang Quy Khư mà nói thì đều quá mức biến thái, quá nghịch thiên. Phút chốc tạo thành thương vong cho 5 vạn người, kế tiếp ban đạo quân liên thủ quét sạch 5 vạn quân tiên phong của tộc thổ như gió cuốn mây bay. Trong nháy mắt, 10 vạn quân tiên phong tộc thổ hồn phi phách tán, chỉ để lại thi thể đầy mặt đất. Hiện tại, Xích đế đã bắt đầu quyết chiến với đại quân nhân đạo, binh lực hai bên không phân thắng thua, định sẵn là sẽ có một màn quyết chiến vô cùng tàn khốc. Quân đoàn Hắc Long cũng đã thử công kích trận doanh tiên đạo, vì để bù đắp sự thiếu hụt binh lực cho quân đoàn Hắc Long, hiên viên đế còn cố ý đưa 10 vạn đại quân sang giúp đỡ. Còn về cuộc chiến ở trung tâm, tộc thổ đối chiến với ma đạo, hiên viên đế không nắm chắc 100% thắng lợi nhưng vẫn có quyết tâm chiến thắng, dù sao hiện tại hắn cũng có đến 90 vạn binh lực tộc thổ, nhân số gấp 7 lần ma đạo mà đối quyết này xích đế và quân đoàn hắc long rõ ràng đã ở vào thế yếu hiên viên đế đem toàn bộ trọng binh đặt vào chính giữa chính là muốn đánh một trận diệt sạch ma đạo tốc chiến tốc thắng sau đó sẽ phân binh ra đi giúp hai bên đối phó hai đạo nhân tiên mà hiện tại hiên viên đế phát hiện trận chiến ở trung tâm này không hề dễ đánh một chút nào thầy sơn huyết hải trước mặt đã khiến cả người hắn phát lạnh giải thích thầy sơn huyết hải nghĩa là xác chất thành núi máu chảy thành biển Hết giải thích, chương 577, quyết chiến với hiên viên đế 1. Sự dũng mãnh của ma đạo khiến hiên viên đế cảm thấy đáng lo ngại, nhưng mà vẫn chưa đủ để lay động quyết tâm của hắn. Quan trọng nhất là trong tay hắn vẫn còn một con át chủ bài mạnh đến mức không thể bị đánh bại, vậy nên tín niệm của hiên viên chỉ bị dao động một lúc liền trở lại bình thường, rút ra cửa kiếm hoàng kim, dùng thanh âm tràn ngập dũng khí và tín niệm hô lớn, thiên địa huyền hoàng, mậu thổ vi tôn, vì nỗi nhục của thành thủ dương, vì hàn hoang, giết. Hiệu lệnh vừa phát ra, chiến ý của đại quân tộc thổ liền bạo phát. Lần này hiên viên đế đã rút ra được bài học, hắn sẽ không dùng dũng sĩ bình thường để lập chiến tích nữa, bởi vì hiện tại hắn đã biết áo nghĩa mạnh nhất của tử thần có liên quan đến hồn năng, càng nhiều người chết, lực hủy diệt mà tử thần bạo phát càng mạnh. Tộc thổ hiện tại còn gần 200 dũng sĩ cấp bậc vương giả, hiên viên đế để họ xung trận khởi xướng công kích trước tiên. Thùy họa rút hồn chi bi thương ra, tôi dùng ma kiếm ngự long quyết triệu hồi 6 con cự long, Ngạo Phong gầm lên một tiếng rồi mang A à Lê bay lên trời, Khương Tuyết Dương triệu hoán bản tôn phong long ứng chiến, Kiêm Hà triệu hồi 12 huyễn ảnh kính tượng, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy. Ngoại trừ Thanh Đế, toàn bộ cảnh giới nửa bước thiên tôn của ma đạo tôi đều ra trận nghinh địch. Thọ nguyên của Thanh Đế đã cạn kiệt, chiến lực không còn nên cũng không xuất chiến, ở lại giữa đội quân, giải phóng tiên thiên ất mộc chi tinh chữa trị cho đệ tử ma đạo bị thương. Luận về nhân số thì chiến tướng ma đạo và dũng sĩ vương giả của tộc thổ cách biệt quá nhiều, nhưng có ưu thế về chiến lực mạnh hơn khiến chúng tôi ở lần trùng kích đầu tiên không hề rơi vào thế yếu. Trận đánh này chiến tướng của ma đạo tôi phải nói là vô cùng oai phong lẫm liệt. Lợi nhận sát lục sinh mệnh, lực lượng trọng sáng thần hồn. Tức là lưỡi đao sắc bén đoạt đi sinh mệnh, lực lượng sáng tạo ra thần hồn mới. Ngã du sát lục chi trung chán phóng, diệt như lê minh đích hòa đoá tức là ta tung hoành giữa sát lục tựa như đóa hoa nở rộ vào sớm mai. Nếu như nói trận chiến thành thủ dương khiến cho người dân tộc thổ nhận thức một cách sâu sắc sự khủng bố của tử thần vậy thì sau trận chiến này cả hồng hoang đều lưu truyền truyền thuyết bất tử của tử thần. Hồn chi bi thương khiến cho người ta không kiềm được run rẩy, hồn năng bạo nổ lại khiến cho họ cảm nhận được sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Không biết bao nhiêu dũng sĩ cấp bậc vương giả đã phải bỏ mạng dưới ánh đao bích lam của hồn chi bi thương, mỗi một lần hồn năng bạo nổ không biết đã mang theo bao nhiêu sinh mạng nổ tung, tự ý lan tràn, khí đen quẩn quanh. Tử thần của Thái Cổ Minh Giới đang ở giữa chiến trường mở ra tử vong lĩnh vực do cô ấy khống chế. Sự bất bại của Thùy Họa, sức công kích mạnh mẽ và khả năng hồi phục thần kỳ, năng lực tác chiến thuần thục đã thể hiện hoàn toàn rõ ràng trong trận chiến này. Mặc dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới của phá quân hộ Pháp lúc sau nhưng vẫn giữ vững vàng uy danh của tướng phá quân. Sự mạnh mẽ của phá quân hộ Pháp thiên tôn ở một đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao cuối cùng xóa bỏ mọi thứ quy tất cả về nguyên trạng. Thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao có tất cả 9981 đao, nếu như nói 80 đao trước của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn chỉ ở cấp bậc trí cường Thiên Tôn, vậy thì đao cuối cùng cô ấy dùng để chém đứt sông Vong Xuyên đã đạt đến cảnh giới trí cường đạo tổ. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn vốn không thuộc cảnh giới đạo tổ, nhưng một đao cuối cùng của cô ấy, Ngọc Hoàng Đại Đế của Tiên Đạo có gặp cũng phải đi đường vòng, đạo đức Thiên Tôn của nhân đạo cũng chẳng dám đâm đầu vào nó. Thùy Hòa hiện tại vẫn chưa thể khống chế chiến lược khủng bố như vậy, hiện tại cô ấy mới chỉ niết bàn 5 lần, có lẽ đến khi cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ 7 thì mới có thể vượt qua phá quân năm đó. Nguyệt nộ, tình vỡ nguyệt chi ám diện, nguyệt ma hàng lâm. Ma đạo không chỉ có tử thần của Thái Cổ Minh Giới mà còn có A Lê đã ngưng tụ được thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma. Chỉ cần là dũng sĩ vương giả bị em ấy tỏa định khí thức thần niệm thành công nhất định không thể tránh khỏi sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Nguyệt Thần Chi Tiến, mãi đến khi thân xác tan biến. A Lê hiện tại đã hoàn toàn hóa thành Nguyệt Ma, Đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Hiện tại trong lòng em ấy không có thương xót, không có từ bi, không có bất cứ loại tình cảm nào, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là sự trào phúng đối với sinh mạng và khát vọng hủy diệt tất cả mọi thứ. A à, lê dưới trạng thái nguyệt ma, cực kỳ đáng sợ. Chương 578, quyết chiến với Hiên Viên Đế Khai. Mỗi một lần âm thanh của thượng cổ cốt cung vang lên, nhất định sẽ có một vị dũng sĩ vương giả ra đi. Sau trận chiến này, Danh tiếng nguyệt thần của A Lê không chỉ tượng trưng cho thần thánh và cứu rỗi nữa mà còn đại diện cho tà ác và chết chóc. Đại phong khởi hề vân phi dương, tây phong liệt, nam phong xí, đông phong sinh, bắc phong hàn. Khương tuyết dương sau khi trùng sinh, khí thức thần niệm vô cùng mạnh mẽ, một câu đại phong khởi liền thổi ra ngọn gió vô cùng mạnh mẽ, thổi đến mức dũng sĩ tộc thổ không mở nổi mắt trong lúc triệu hoán phong long tàn sát quân địch khắp nơi cũng không quên dùng phong thần chúc phúc để thăng chiến lược toàn diện và chữa lành vết thương cho chiến tướng ma đạo tôi hồng hoang không cho phép ngự phong khương tuyết dương có thanh liên chi thể lại có thể chậm rãi từng bước nở hoa đi giữa không trung khương tuyết dương không chỉ thi triển thần thuật hệ phong mà còn ở trên không thu toàn bộ quan cảnh chiến trường vào trong mắt không ngừng dùng thần niệm truyền đạt mệnh lệnh điều khiển trận doanh ma đạo dựa vào vị trí di chuyển linh động để tránh hại tìm lợi thoát khỏi tầm vây giết của địch tránh đi thương vong thảm trọng. Giống như những gì chúng tôi nghĩ khi bắt đầu, trận chiến này bất luận thế nào cũng không thể lặp lại bi kịch đánh 10 phần còn lại chưa đến một phần của trận chiến âm sơn. Mọi thứ đều là ảo giác, lục xá mê ly, ngũ ẩn dai không, giải thích ngũ ẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều là vô ngã tức là không. Hết giải thích, cùng lúc tỏa sáng rực rỡ còn có kiêm hà, xét về chiến lực, kiêm hà bây giờ còn hơn cả Khương Tuyết Dương. Với sự sỉ nhục mà khi ở thành thủ Dương phải chịu và lòng căm thù đối với người của thổ tộc, thanh kiếm đen trong tay Kiêm Hà không chỉ là giết chóc không ngừng, mà đây còn là dẫm đạp lên tôn nghiêm của người sống một cách không thương tiếc. Người của thổ tộc lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra người phụ nữ xém chút bị Hiên Viên Đế thu nạp vào hậu cung, vậy mà lại có sức hủy diệt đáng sợ đến thế. Trước khi chết, họ căm hận Hiên Viên Đế đến cực độ. Cái mà gọi là tài trí mưu lược kiệt xuất, cái mà gọi là hồng hoang thiên cổ nhất đế, căn bản chỉ là trò cười cho thiên hạ. Nếu như không phải vì hắn ham mê sát dục thì người trong tộc của họ sao lại trêu vào kẻ địch mạnh đến thế cơ chứ? Giá trị của Kiêm Hà trong chiến trường vượt xa gấp mấy lần so với khi cô ấy đơn thân quyết chiến, đã tạo ra lực sát thương với quy mô rộng lớn và xếp thứ ba trong ma đạo. Trận chiến này, Kiêm Hà đã ngồi vững danh phận thiên tôn, sự đáng sợ của thiên tôn huyền ảo đã khiến cho lòng người phải khiếp sợ. Hiên viên đế đang đứng tại hậu phương quan sát từ phía xa giờ đây đã lòng giả tái xanh, loại phụ nữ này sao hắn có thể trêu vào được. Sau này, khi hắn biết được thân phận khác của Kiêm Hà, cuối cùng mới hiểu tại sao tử thần lại không mang mọi thứ mà đơn thân độc mã xông thẳng vào thành thủ dương. Tại sao ma đạo lại lấy 12 vạn binh lực ít ỏi để nghinh chiến với 90 vạn đại quân của thổ tộc? Ngay từ đầu hắn đã phạm phải sai lầm, có một số người không thể nào bị sỉ nhục được. Nếu như giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, vậy thì ta chẳng thả tội không thể tha. Giết, 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 Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy bây giờ đã chém giết đến mức không thể khiến người ta nhìn thẳng vào họ, xung quanh phạm vi của họ hiện tại đều là mùi máu tanh nồng nặc. Chiến tranh là vùng đất chết chóc, ngược lại hai người họ có thể giết ra tình ý miên man trong dòng sông máu tanh tươi. Chiến lực của họ chưa thăng tiến lên cấp bậc thiên tôn, khi giết địch vẫn phải chịu đựng vòng vây của những dũng sĩ vương giả. Hai người thấu hiểu lẫn nhau, kề vai sát cánh, có thể chuyển nguy thành an trong lúc nguy hiểm nhất, tiếp tục viết nên truyền kỳ giết chóc của riêng họ dịch long vô cứu, trung nhật càn càn, cao long vô hối, thuần dương toàn thịnh, ma kiếm ngự long quyết của tôi cứ thi triển không ngừng, mỗi một kiếm khí cự long bị tiêu diệt, tôi liền lập tức triệu hồi một kiếm khí khác hoàn toàn mới. Trong doanh trại của đại quân thổ tộc, trước sau gồm có 6 kiếm khí cự long đang tàn phá loạn xạ. Mà bản thân tôi lại là người nắm giữ anh hùng chi kiếm, dung hợp thất sát chi đạo và ma kiếm áo nghĩa, kiếm khí này có thể hoành hành xa trường. Anh hùng chi kiếm là thanh đoàn kiếm của thiên đạo, thanh kiếm này giúp tăng tốc độ phóng thích của kiếm khí lên rất nhiều. Thần kiếm miếu miếu, quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao. Kiếm khí thao thao bất tuyệt trào ra từ trong thân kiếm của anh hùng chi kiếm, giết địch diệt hồn, dựng nên kiếm hải. Cho dù bản thân tôi vẫn luôn áp chế thất sát chi đạo mà viên mãn không chịu chứng thiên tôn, nhưng thất sát và ma kiếm kết hợp, cùng với đoạn kiếm của thiên đạo đã thành công gia tăng tốc độ thích phóng kiếm khí, khiến tôi đạt được chiến lược thiên tôn mạnh nhất trong vô hình. Trong trận chiến này, chiến tích của tôi đã vượt qua Thủy Hỏa, vượt qua cả Kiêm Hà, vượt qua hết thảy cả đệ tử Ma Đạo. Từ khi tôi kế nhiệm Ma Đạo Tổ Sư cho đến nay, chưa từng để lộ mũi kiếm như ngày hôm nay. Trước đó tôi chỉ có thể trao cho đệ tử Ma Đạo sự tín ngưỡng, sự tín niệm cùng với trách nhiệm đảm đương của Ma Đạo Tổ Sư. Mà hôm nay, tôi dùng anh hùng chi kiếm trong tay tôi nói cho họ biết rằng, Ma Đạo Tổ Sư không chỉ là tín ngưỡng của họ, mà còn là một anh hùng. Thời đại mạt Pháp sẽ kết thúc sau khi ra khỏi quy khư, nếu như tôi vẫn không thể quật khởi, vậy thì ma đạo có nhiều thiên tôn đến mấy cũng là vô dụng. Bởi vì sự quật khởi của ma đạo chính là ở chỗ tam phương tứ chính trong sát phá lang, mà nếu muốn mệnh bàn này có thể phát huy tác dụng hoàn mỹ đến mức không thể nghịch chuyển thì nhất định phải có thất sát dẫn đầu. Thất sát mạnh thì sát phá lang sẽ mạnh, nếu thất sát yếu thì sát phá lang cũng sẽ suy yếu. Chỉ khi tôi trở nên hùng mạnh thì mới có thể tạo ra khí số ma đạo không thể nghịch chuyển. Không chỉ ma đạo tôi có chiến tướng dũng mãnh vô song, các đệ tử ma đạo ban đầu vẫn còn hoang mang yếu đuối, dần dần cũng bình tĩnh lại trong cơn mưa máu tại chiến trường. Lúc đầu họ chỉ dựa vào một chút dũng khí để tác chiến, thậm chí còn có chút hèn nhát đan sen, thuận theo mức độ gây cấn khi chiến đấu, trong lòng họ liền sản sinh ra sự tín ngưỡng của một chiến sĩ. Thiên đường bên trái, chiến sĩ dễ phải, gặp nguy không sợ chết mới chính là tín ngưỡng mà họ đi theo. Chiến đấu không ngừng nghỉ, mưa máu gió tanh vẫn phảng phất xung quanh. Bên phía tiên nhân hai đạo tạm thời không nói tới, chỉ riêng ma đạo cùng với đại quân của hiên viên đế giao phong đã chém giết đến mức ông trời dỉ máu quỷ thần rơi lệ khi ma đạo đang thiệt hại quân nặng nề đồng thời còn phải gánh chịu đả kích chí mạng đến từ đại quân thổ tộc ban đầu chúng tôi chỉ có thể mượn chiến lực tiên phong dũng mãnh mới tạm thời không bị yếu thế đợi đến khi hiên viên đế và đại tư tế tham chiến sĩ khí của thổ tộc lại một lần nữa được đề cao đa số diện tích doanh trận của ma đạo đã bị lụi bại mục tiêu liên thủ của hiên viên đế và đại tế tư chính là thủy họa những người phối hợp với họ còn có mười mấy nguyên lão cấp bậc dũng sĩ vương giả. Tôi chưa kịp phá vỡ vòng vây để đi cứu viện thì thủy hỏa đã bị một áp lực mạnh mẽ đè nặng xuống, vẫn chưa kịp sử dụng bạo nổ hồn năng thì đã bị trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ của đại tế tư ra tay phủ đầu, chặt đứt hết tất cả đòn đánh mạnh mẽ của tử thần. Thủ tịch đại tư tế dẫn theo hơn 10 dũng sĩ vương giả cấp bậc nguyên lão liều chết chấn áp trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, vây khốn thủy hỏa một cách vô cùng chặt chẽ, tách cô ấy ra khỏi chiến trường. Tiếp đó hiên viên đế triệu hồi cự long mậu thổ lao lên không trung vây chiến với ngạo phong, lại dùng mấy tên dũng sĩ vương giả thay nhau quấy rối ngăn chặn thần tiến của A Lê, còn bản thân hắn thì lao thẳng về phía kiêm hà. Chúng tôi đã đánh giá thấp chiến lực của hiên viên đế, lúc đầu chỉ nghĩ hắn có chiến lực thiên tôn, nhưng lần này hắn quyết đoán ra tay bộc lộ thực lực thật sự thì rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới trí cường thiên tôn. Sai sót này đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến chiến cuộc, trực tiếp khiến trận chiến nghịch chuyển xuống thế hạ phong. Thùy Họa bị vây khốn, không ai có thể áp chế sát khí quân uy của tộc thổ nữa, so sánh ra thì sĩ khí của đại quân ma đạo đã lập tức sụt giảm, thương vong xảy ra trên diện rộng. Mà muốn bù đắp cho sai lầm này, không gì hữu hiệu hơn việc khiến hiên viên đế trọng thương thậm chí giết chết hắn. Tuyết Dương, giúp anh, tôi cất bước đạp không, tay cầm anh hùng chi kiếm trực tiếp xông về phía hiên viên đế. Ở trên không tôi nhận được phong thần chúc phúc từ Khương Tuyết Dương, tốc độ của tôi lập tức liền tăng mạnh, phóng về phía hiên viên đế nhanh như tia chớp. Hiện tại 12 huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà đã bị hiên viên đế phá nát hơn một nửa, có thể thấy rõ đã trực tiếp ảnh hưởng đến an nguy sinh tử của Kiêm Hà. Tôi ở trên không trung xuất kiếm, nhát kiếm chém về phía đầu của hiên viên đế. Thần niệm của hiên viên đế rất mạnh mẽ, phản ứng nhanh chóng, quay người dùng hoàng kim cự kiếm cản lại anh hùng chi kiếm của tôi. Hai thanh kiếm giao nhau, bạo phát ra thần quang bảy sắc. Theo đó là một tiếng chấn động ầm ầm vang lên, thân thể của tôi liền bị hoàng kim cự kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà Hiên Viên Đế thì hai chân đã bị hãm sâu vào đất thêm vài tấc, hoàng kim cự kiếm cũng đã bị anh hùng chi kiếm đánh cho lõm đi một lỗ. Kiêm Hà, đi giúp Thùy Họa giải vây, tôi ở trên không hô to với cô ấy, Thùy Họa là tướng phá quân của Ma đạo, tuyệt đối không thể thiếu, cô ấy nhất định phải nhanh chóng phá vỡ vòng vây, ổn định quân uy. Bản thân anh cũng phải cẩn thận, Kiêm Hà lo lắng dặn dò tôi một câu, anh sẽ đòi lại tất cả ủy khuất mà em phải chịu. Trong lúc nói chuyện, tôi đã từ trên không trung tiếp đất trực tiếp đứng đối mặt với hiên viên đế. chương 579, thanh đế ngã xuống một. Nhìn hiên viên đế đứng trước mặt, trong lòng tôi lửa giận bừng bừng, nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi biết rằng tôi đang đối mặt với đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời mình, mà tôi thì lại không thể thua trận chiến này. Lúc này đây Thùy Họa đang bị vây khốn, đại quân ma đạo cũng rơi mà thế bại trận, nếu tôi mà thua, ma đạo tất yếu sẽ bị quân thổ tộc nghiền nát, kết cục chỉ có thể bi thảm hơn trận ở âm sơn. Tại thời điểm này, xung quanh tôi và hiên viên đế đã chống ra một khoảng lớn, hậu quả hủy diệt do sự cọ sát giữa cấp bậc lực chiến thiên tôn mạnh nhất gây ra không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được. Cơ thể của hiên viên đế được bao phủ trong lớp ánh sáng vàng sẫm, thanh kiếm khổng lồ song thủ trong tay ông ta càng giúp thể hiện hết uy nghiêm bậc đế vương. Sức chiến đấu của tôi miến cưỡng cũng có thể xem như cùng một bậc với ông ta, nhưng vì tôi chưa chứng thiên tôn, nên khi đối mặt với uy áp thần niệm cấp bậc đế vương của hiên viên đế, tôi vẫn phải chịu đựng hiệu ứng áp bức từ kẻ trên cơ. Tôi muốn đánh bại hiên viên đế như trèo thuyền ngược dòng, nhưng ông ta muốn đánh bại tôi lại như thuyền đi xuôi dòng. Để thắng được trận này, quyết tâm cùng lòng dũng cảm mà tôi bỏ ra phải gấp mấy lần ông ta. Trong lúc tôi nhìn về phía ông ta, thì hiên viên đế cũng đang nhìn tôi, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt lại càng tập trung dán vào thanh anh hùng kiếm trong tay tôi. Vừa nãy khi hai thanh kiếm va chạm, hoàng kim cự kiếm đã bị thanh kiếm anh hùng chém cong một khoảng, điều này khiến hiên viên đế cảm thấy đau lòng không thôi, đồng thời càng khiến ông ta cảm thấy khó hiểu về nguồn gốc của thanh kiếm anh hùng thanh hoàng kim cự kiếm của hiên viên đế không được làm từ vàng sắc vàng trên đó là do ngưng tụ tiên thiên mậu thổ bản thân thanh kiếm được làm từ huyền thiết tiên thiên canh kim trên núi côn ngô thân kiếm được làm bằng huyền thiết tiên thiên canh kim tiên thiên ất mộc làm than đá đốt cháy bằng tiên thiên ly hỏa sau đó được tôi luyện bằng tiên thiên quý thủy hiên viên đế là một người có dã tâm rất lớn nhìn ông ta tiêu tốn vô số công sức và tài nguyên của mọi người để tạo ra hoàng kim cự kiếm thì cũng đã thấy được. Thanh kiếm này chủ yếu dùng mậu thổ, dung hợp 5 yếu tố ngũ hành khác, đại diện cho tham vọng thống nhất nhân tộc hồng hoang của ông ta. Nếu không phải vì kiếm anh hùng xuất thế, hiên viên đế chỉ dựa vào thanh hoàng kim cự kiếm này cũng có thể lên được đỉnh núi bất chu rồi, đối thoại với ý chí của thế giới quy khư, trở thành chủ của hồng hoang. Đáng tiếc thay, thanh kiếm này dù mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với thanh kiếm gãy trong tay tôi được thanh kiếm gãy không có tên không ai biết tên của nó cũng không ai xứng để biết tên nó bởi vì thanh kiếm này là thanh kiếm của thiên đạo thiên đạo đã từng sử dụng thanh kiếm này để chiến đấu với thái cổ thần ma minh tam giới chảm sát không biết bao nhiêu thái cổ ma thần có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ của thanh kiếm này nếu như đây không phải là một thanh kiếm gãy đừng nói là rút nó ra có lẽ chính bản thân tôi cũng không có tư cách tới gần chỉ cần tới gần thì sẽ bị lưới kiếm sắc bén làm cho thần hồn trọng thương về phần tại sao thanh kiếm lại bị gãy thì không ai biết rõ sự thật trong tay ngươi là thanh kiếm gì hiên viên đế hỏi ngươi chắc sẽ đoán ra được tôi đáp thanh kiếm anh hùng không sai khó trách liên minh đạo môn lại đột nhiên khai chiến nguyên nhân là vì ngươi đã rút kiếm anh hùng ra rồi ngươi sợ một khi chuyện bại lộ thì trở thành mục tiêu nhắm đến của mọi người cho nên muốn lợi dụng loạn cục của năm đạo quân núi bắc minh mà ra tay trước ngươi hiểu ra cũng muộn quá đấy ngay khi tôi nói những lời này Liễu Chi Nhung đã dẫn theo tướng sĩ tộc tương Liễu tham gia vào trận chiến. Trước đây bọn họ đều che giấu thân phận, chẳng qua là không muốn phơi bày sự thật bàn xà cốc là một thung lũng rỗng, nhưng hiện tại ma đạo đang đối mặt với sự thất bại trên quy mô lớn, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, thì họ cũng không xứng làm đệ tử ma đạo tôi nữa. Nhìn thấy tộc tương Liễu xuất hiện, hiên viên đế sắc mặt biến đổi không ngừng, trong mắt toát ra vô tận sát ý, ông ta kiên định nhìn tôi chầm chầm, hỏi nơi giải mật của quy khư không nằm ở bàn xà cốc. Không ở đây, ở đâu, núi Bất Chu, hiên viên đế không nói nữa, bắt đầu không ngừng đề cao chiến ý của mình. Mà tôi cũng bắt đầu điên cuồng giải phóng hình kiếm khí. Trong trận quyết chiến với hiên viên đế, tôi buộc phải sử dụng tất cả sức mạnh của mình, sáu con rồng kiếm khí, biển kiếm, đạo thất sát và bản thân ma kiếm nữa. Lợi thế của ông ta nằm ở khả năng phòng thủ mạnh mẽ của cơ thể tiên thiên mậu thổ cùng uy áp của bậc đế vương, trong khi lợi thế của tôi nằm ở sự bất khả chiến bại của thanh kiếm anh hùng, chương 580, thanh đế ngã xuống hai Nếu không có thanh kiếm anh hùng này, tôi sẽ không thể đấu lại hiên viên, trừ khi tôi chọn thành tựu thiên tôn và thoát khỏi hiệu ứng nghiền nát do kẻ trên cơ gây ra. Khi sáu con rồng đều giải phóng ra ngoài, biển kiếm dâng đầy sóng, tinh thần chiến đấu của tôi được nâng lên đến cực hạt, hiên viên đế cũng phát huy sức mạnh của cơ thể tiên thiên mậu thổ đến cực điểm, toàn thân ông ta tràn đầy ánh sáng màu vàng, giống như một vị thiên thần mặc giáp vàng vậy. Ma đạo tổ sư, anh hùng kiếm không thuộc về ngươi, trong trận chiến tiếp theo đây, quả nhân sẽ cho ngươi biết ai mới là chủ nhân tương lai của Hồng Hoang. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chiến. Còn chưa chính thức đối đầu, lực hủy diệt cùng sát khí của Hiên Viên Đế và tôi đã gây ra hiệu ứng phá vỡ hư không giữa sa hải này. Đất trời ảm đạm, đất cát bay loạn, đại địa không ngừng rung chuyển và dao động, như thể nó sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Do hiệu ứng vỡ tung trong hư không gây ra đợt sóng xung kích, viên áo đạo bào màu đen trên người tôi bắt đầu rách toạc mái tóc dài tung bay thoát khỏi sự ràng buộc của búi tóc, điên cuồng múa loạn theo gió. Sau kiếm khí cự long chưa kịp thể hiện sức mạnh, thì đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Trong biển kiếm vô hình, một làn sóng hỗn loạn được tạo ra, như thể nó sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào rồi nhấn chìm tôi xuống. Tôi đang bên trong dòng chảy hỗn loạn trong sự sụp đổ không ngừng của hư không, ngũ cảm cùng lục thức của tôi cũng sinh ra đủ loại mê muội. Dường như mọi thứ trước mắt tôi đều là một giấc mơ, không gian và thời gian bắt đầu rối loạn, tôi thậm chí quên mất mình đang ở trên chiến trường và cũng quên mất tại sao mình lại ở đây sở dĩ tôi có loại mê man này là bởi vì thân thể của tôi quá yếu trong trận quyết đấu cuối cùng cấp bậc thiên tôn mạnh nhất năng lượng xung kích phát ra do hư không tan nát là không thể tưởng tượng nổi chỉ có đạo thể của thiên tôn mới có thể bình tĩnh đối mặt với nó trong vô thức tôi nghe tiếng la hét tiếng giết chóc cách chúng tôi xa dần không ai dám cố gắng tiếp cận chúng tôi ngay khi tôi quên tất cả mọi thứ và chỉ có thể ngưng tụ tất cả thần niệm của mình để chống lại tác động của năng lượng xung kích từ dòng chảy hỗn loạn của hư không một luồng sát khí hùng mạnh và vô tận đột nhiên từ trên đầu tôi đè xuống lúc này cả cơ thể của tôi còn chưa hoàn toàn thích ứng với sự đảo lộn do dòng chảy hỗn loạn của hư không tác động lên thần thức của tôi không kịp phản ứng chỉ có thể ép sáu kiếm khí cự long lao lên để chống cự sự hủy diệt chỉ diễn ra trong tích tắc sau một tích tắc sáu kiếm khí cự long ngay cả một tiếng kêu rên cuối cùng cũng chưa kịp phát ra thì đã tan thành mây khói. Trong không trung, hiên viên đế trong bộ kim giáp trông hệt như một vị thần, sau khi chém sáu kiếm khí cự long của tôi, thế của thanh kiếm chưa dừng lại, tiếp tục nhanh chóng hướng xuống. May mắn thay, lúc này thức thần của tôi cuối cùng cũng ổn định lại, tất cả hỗn loạn trong lòng đều biến mất, trong mắt chỉ còn lại thanh hoàng kim cự kiếm mà hiên viên đế từ trên trời chém xuống. Tôi dậm chân bay lên, liên tiếp hét ra bảy tiếng sát. Lần này, phải liên tiếp tung ra bảy nhát chém bằng thanh anh hùng kiếm mới có thể chặn lại toàn bộ cuộc tấn công của hiên viên đế. Kiếm anh hùng va chạm với hoàng kim cự kiếm bảy lần, để lại thêm bảy khoảng trống trên thanh hoàng kim cự kiếm, hiên viên đế tiếc thương không thôi, từ nỗi đau biến thành sự tức giận vô tận. Sau khi tiếp đất, ông ta không cầm kiếm trực tiếp va chạm, mà dùng hai tay đâm kiếm vào trong sa hải, lớn tiếng hét tiên thiên mậu thổ, kim xà cuồng vũ. Thiên địa huyền hoàng, vạn long vô cương, phá, theo sau lời ông ta, tôi cảm thấy sát ý dữ dội và vô song bùng phát từ sâu thẳm dưới đáy xa hải. Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy vô số hoàng sa cự long trồi lên mặt đất mà lao về phía tôi từ bốn phương tám hướng. Rừ, vạn long đồng thanh gầm lên, âm thanh rung chuyển cử thiên, thần thức tôi bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Tôi thực sự đã chọn sai địa điểm cho trận chiến, tôi không ngờ được rằng cơ thể tiên tiên mậu thổ của hiên viên đế lại có thể giao tiếp với linh hồn của đại địa, dưới sự trợ giúp của địa hình đặc biệt của Sa Hải triệu hồi ra số lượng Hoàng Sa Cự Long đáng sợ như vậy. Cơ thể của Hoàng Sa Cự Long chỉ dài vài trượng, sức mạnh của cơ thể lại có hạn, toàn bộ lợi thế nằm ở số lượng. Vạn Long cùng nhau phô trương sức mạnh, chỉ cần sát khí hung hãn mà chúng bộc phát đã đủ để áp đảo tôi, đợi khi chúng đồng loạt xông tới, chỉ dựa vào thân thể hiện tại của tôi căn bản không chịu nổi sự cắn xé của chúng, trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Khi đó, xương trắng sẽ vùi trong cát vàng, thân tử đạo tiêu. Vào giây phút cuối cùng khi Vạn Long lao về phía tôi tôi, tôi đã đâm thanh kiếm anh hùng xuống đất, biển kiếm vô hình vốn đã bị dồn nén trong một thời gian dài cuối cùng cũng bùng phát. Sông biển vỡ bờ, sóng lớn dâng ngập trời, trong mắt biển của biển kiếm, tôi điên cuồng thôi thúc sự kết hợp giữa đạo thất sát và ý nghĩa sâu sắc ma kiếm, hình kiếm khí điên cuồng cắt hoàng sa cự long do hiên viên đế triệu hồi. Âm thanh của kiếm khí xuyên qua không khí, tiếng rên rỉ của cự long vang lên không ngừng. Vảy rồng bay lên không trung, thân rồng sụp đổ, rồi hóa thành cuồn cuộn cát vàng. Vạn long tuy nhiều, nhưng hình kiếm khí thì lại càng vô hình, vô tận. Mãi cho đến khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới nhận ra đó là một trận chiến ngang tài ngang sức. Biển kiếm biến mất, vạn long ngã xuống. Giờ phút này, thần niệm của tôi đã tiêu hao gần hết, ánh sáng trong mắt hiên viên đế rõ ràng cũng đã mở đi. Ngay khi tôi chuẩn bị phát động một cuộc tấn công, tôi đột nhiên cảm nhận thấy một sự thay đổi từ cờ chiêu hồn trong huyền quan, sau đó một giọng nói mênh mông và to lớn vang lên. Không hoang quy khư, thanh đế mộc tộc, vũ ngưỡng thiều, chết. chương 281, Xuân Phong hóa vũ một. Việc tương liễu tham gia trận chiến không ngăn cản được sự thất bại của ma đạo, do là người duy nhất có thể khống chế trận chiến, thủy hỏa vẫn còn đang kẹt dưới trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Đôi mắt của kiêm hà đã ửng đỏ, lâm thanh thủy, bạch vô nhai cùng các tướng lĩnh khác của ma đạo dưới sự điều động của Khương Tuyết Dương, tấn công không ngừng về phía đại tư tế đứng đầu không chỉ các chiến tướng mà bộ tộc đông di mộc tộc và tộc tương liễu đều không quan tâm đến sự an toàn của bản thân tất cả đều như con thiêu thân lao vào lửa điên cuồng tấn công vào vị trí của trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ lúc này khu vực xung quanh trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ đã trở thành một biển máu xương trắng chất thành đống như ngọn núi không chỉ có ma đạo biết mấu chốt xoay chuyển cục diện của trận chiến là nằm ở đây mà thổ tộc cũng biết hiên viên đế quyết chiến cùng tôi đại tư tế đứng đầu của thần điện hiên viên đã thay ông ta điều động toàn bộ quân đội, điên cuồng triệu tập các phương giả, dũng sĩ để trấn áp chiến cục xung quanh trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, ngăn chặn các chiến tướng ma đạo đến gần chỗ này. Trên không, Khương Tuyết Dương toàn lực điều khiển phong long để phá hủy mậu thổ cự long đang quấn lấy A Lê, sau khi A Lê thoát khỏi vòng vây, lần nữa bắn ra mũi tên nguyệt thần, tuy nhiên, các phương giả, dũng sĩ của thổ tộc đã coi cô bé là mối đe dọa nghiêm trọng chỉ xếp sau thủy hỏa, căn bản là không để cơ hội cho cô bé khóa chặt khí tức. Bên dưới cơ thể rồng mà Ngạo Phong hóa thành, đại quân không ngừng tấn công, khiến Ngạo Phong phải liều mình né tránh, mặc dù vậy, nhưng vết thương trên cơ thể cậu dần trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Mất đi sự bạo phát hồn năng của Thùy Hỏa, mất đi kiếm khí cự long của tôi, thổ tộc chiếm ưu thế hơn khi ngưng tụ được khí mậu thổ làm khiên bảo vệ vững chắc khó mà phá hủy, tỷ lệ thương vong giảm đi rất nhiều, trong khi tỷ lệ thương vong đệ tử ma đạo lại tăng lên nhanh chóng. Ngay khi Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai, hai đại sát thần cùng lao vào trong chiến địa của Trung Thiên Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, liền gặp phải sự vây sát bởi một nhóm vương giả cùng dũng sĩ. Bạch Vô Nhai bị thương nặng và ngã xuống đất, Lâm Thanh Thủy liều chết bảo vệ, trên cơ thể chồng chất thêm không biết bao nhiêu vết thương nữa.